đến Chúa Giêsu nghe lời mời dịu dàng, hãy đến với ta đi, con nhận ơn thứ tha. Ngài đứng đón giang tay trông chờ bạn từng ngày, hãy đến với Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho các trường thần học, các chủng viện thần học. Xin Chúa thúc đẩy nhiều người tham gia học, trang bị lời Chúa để bước ra hầu việc Chúa một cách kết quả. Cái đó là cái mong ước. Và chúng ta mong ước nữa đó là chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa dấy lên những người trẻ để được trang bị lời Chúa và tiếp tục sứ mạng mà Chúa truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia. Chúng ta cũng cầu nguyện Chúa ban phước cho vấn đề tài chánh của các trường thần học nữa, bởi vì họ phải có tài chánh để họ mua tài liệu, để họ trả các cơ sở, các mạng online, rồi họ cũng trả lương cho những giáo sư nữa, bởi vì cái đó là để mà phát triển công việc Chúa, cũng như là để mà duy trì cái trường, thì chúng ta cũng cần phải có những cái tài chánh. Thì các trường cũng rất là cần những cái mạnh thường quân. Chúng ta cũng cầu nguyện Chúa dấy lên những mạnh thường quân để mà chia sẻ cho các trường thần học của những gì mà Chúa ban cho, để tiếp tục duy trì sự phát triển của việc gây dựng, đào tạo những người hầu việc Chúa. Quý vị biết là nếu mà tôi có một cái mơ ước là nếu mà tôi mà sau này mà thành công mà trở nên dư giả đó trong tài chánh đó, thì cái việc đầu tiên đó mà mình dâng hiến đó là mình sẽ dâng hiến cho công việc Chúa ở các trường thần học. Cái điều dâng hiến thứ hai á là mình có dư dật đó, mình sẽ tiếp tục mình dâng cho những cái trung tâm để mà đào tạo, giải cứu những người bị nghiện ngập đó quý vị. Đó là những cái cơ sở mà khi mà mình dâng hiến vào, mình dự phần vào trong những cái công việc Chúa như vậy, nó rất là ý nghĩa. Nó còn lại nó rất là ý nghĩa, bởi vì nó giúp ích được liền đó. Đào tạo một bên là giải cứu, quý vị thấy không? Cho nên chúng ta cùng hiệp một lễ với Imagine để chúng ta cùng cầu nguyện với nhau trong giờ này, qua cái sự khẩn cầu Chúa cho các trường thần học được Chúa ban phước và những sinh viên đang học ở đó nữa. Vâng, xin mời Imagine dâng lời cầu nguyện. Amen. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài là Cha, Ngài Thánh Thánh của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con luôn luôn được ở trong sự hiện diện của Chúa, cho chúng con là những người được Chúa chọn ở trong sự tìm kiếm Chúa, cầu nguyện. Chúa nói nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Ngài và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ thêm cho chúng con mọi điều khác nữa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con luôn luôn khao khát tìm kiếm Chúa mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Cha, bởi vì chỉ có ở trong Ngài chúng con mới được phước, ở trong Ngài chúng con mới có sự bình an thật. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, giờ này chúng con cũng cảm ơn Chúa cho chúng con hiệp lòng lại với nhau để chúng con cùng phòng cầu nguyện, để chúng con cầu nguyện chúc phước trên các trường thần học, các chủng viện. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cũng cho những người đi trước để dẫn dạy, để dạy dỗ chúng con qua lời của Chúa. Amen. Nhưng mà Chúa ơi, chúng con biết chỉ có Thánh Linh của Ngài là giáo sư lớn dạy dỗ chúng con ở trong lời của Chúa. Xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con ở trong lời của Ngài. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi khi chúng con trang bị lời của Chúa, chúng con học lời của Chúa, xin Chúa cho chúng con
áp dụng và làm theo lời của Chúa. Và Chúa ơi, xin Thánh Linh của Ngài cũng để cho chúng con đầy dẫy Thánh Linh, để rồi khi chúng con có lời của Chúa thì chúng con không còn ở trong cái bởi vì Chúa nói chính lời của Chúa sẽ làm sạch chúng con, mọi tội lỗi của chúng con được sạch, và lời của Chúa để là chúng con mỗi ngày chúng con được lớn lên, để lời của Chúa dẫn dắt chúng con là ngọn đèn cho chân chúng con, cho ánh sáng cho đường lối của chúng con trong cuộc đời của chúng con, dạy chúng con đi trong đường của Ngài, thì chúng con biết rằng chúng con có khờ dại cũng không lầm lạc. Chúa ơi, cho chúng con làm theo để được lời của Chúa dẫn dắt chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều, và Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa cho các trường cũng như là các hội thánh Chúa cũng có nhiều con dân Chúa cũng tham gia vào các trường thần học để mà học hiểu lời của Chúa, để mà trang bị cho đời sống của mình. Chúa ơi, Chúa nói Chúa con là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, thì xin Chúa cho chúng con có lời của Chúa để lời của Chúa dẫn dắt chúng con, để rồi chúng con làm muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Chúng con cầu nguyện cho nhiều anh chị em sẽ tham gia vào các trường thần học, nhưng mà chúng con khao khát rằng giới trẻ con cái của chúng con, xin Chúa dấy lên nhiều người sẽ tham gia vào các trường thần học, cũng như là xin Chúa dấy lên nhiều anh chị em của chúng con tham gia để học hỏi lời của Chúa, để trang bị cho đời sống của mình, để rồi Chúa cho chúng con, để chúng con làm công việc Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Và Chúa ơi, chúng con biết rằng mỗi trường thần học giờ này có nhiều các trường đã không còn ở trong các building nữa, ở trong các nơi cơ sở nữa, nhưng mà trường ở online, thì Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện chúc phước cho các cơ sở, các trung tâm học hỏi lời của Chúa cũng như các trường thần học online. Xin Chúa cũng cho, xin Chúa cũng di re tiếp trợ. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài là giúp cho mỗi con dân của Chúa, cho chúng con Ngài là đấng cung ứng cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, con cái của Chúa giống như là một những cái bình nước giúp đỡ chúng con không có thiếu thốn, không có thiếu điều gì ở trong tất cả các phương tiện để mà học hỏi. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con biết rằng Chúa nói là chúng con chúng con ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ chúng con đến từ đâu? Chúng con biết rằng sự tiếp trợ của chúng con đến từ Chúa, sự tiếp trợ chúng con đến từ Đức Giê-hô-va, là Ngài đã đấng dẫn dắt chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Rồi chính Ngài là đấng cung ứng cho mọi nhu cầu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Trời ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa hứa là Chúa chúng con Ngài chúng con được quyền để nhận được các sự của cải, tôn trọng, giàu có và sự thịnh vượng đều nằm ở trong tay Ngài. Chúa ơi, xin Ngài đổ phước dư dật trên đời sống của mỗi chúng con, cũng như là tất cả những con cái của Ngài, để rồi mỗi ngày chúng con được Chúa ban phước về phần tâm linh, cũng như là phần thuộc linh, cũng như phần thuộc thể nữa. Chúng con cảm ơn Chúa, để rồi cho chúng con thỏa lòng ở nơi của Chúa, thỏa lòng ở nơi lời của Ngài, để mỗi việc làm của chúng con đều được thịnh vượng, được thành công. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì mỗi ngày chúng con được thỏa thích ở nơi Ngài. Khi chúng con thỏa thích ở nơi Ngài thì chúng con được thịnh vượng về tâm thinh cũng như vật chất. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì chúng con được ở trong sự dẫn dắt của Chúa, được trong ở trong sự tể trị của Chúa. Ngài dẫn dắt chúng con. Chúa ơi, Ngài làm cho chúng con no lòng ở nơi khô cạn. Ngài làm cứng cáp xương cốt của chúng con. Ngài chúng con giống như là vườn năng tưới, như lá chẳng hề khô. Mỗi ngày chúng con được Chúa Thánh Linh Ngài dẫn dắt con. Mỗi ngày chúng con được Chúa Thánh Linh Ngài tể trị trên đời sống của con chúng con, để rồi chúng con được Chúa chúc phước, được Chúa làm cho chúng con mạnh mẽ mỗi ngày, để chúng con được đến với Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi chúng con cũng cầu nguyện chúc phước trên tất cả các buổi học kinh thánh của các hội thánh nữa. Chúa ơi, đây là một những cái nhóm tế bào mà để giúp để mà tăng trưởng ở trên đời sống của chúng con, để rồi chúng con làm theo lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúng con cầu nguyện chúc phước trên hội thánh Vườn Nho của Mục sư Đông đã có một nhóm để mà học lời Chúa để dẫn dắt. Và chúng con cảm ơn Chúa bởi vì qua
sự thờ phượng và qua sự cầu nguyện, và chúng con thấy rằng hội thánh của Chúa được mỗi ngày mọi tăng lên. Và Amen. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để Chúa thêm lên nhiều anh chị em của chúng con tham gia học kinh thánh cũng như là trang bị lời của Chúa để rồi bước ra để làm công việc Chúa. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa đưa người đến để rồi hội thánh được nhiều người để mà trở lại với Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện chúc phước cho hội thánh sẽ có một cái cơ sở để mà của riêng mình, để mà có một cái nơi để mà được tự do ở trong sự mỗi ngày để đến thờ phượng Chúa cũng như là học lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Và chúng con cầu nguyện chúc phước trên tất cả các hội thánh ở trong vùng. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho cái sự hiệp một lại. Và chúng con cũng cầu nguyện để rồi hội thánh sẽ có nhiều người để tham gia vào các trường, để về chúng con biết lời Chúa. Chúa nói là khi chúng con biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ giải phóng chúng con. Ôi Chúa ơi, chúng con chỉ biết rằng chỉ có ở trong lời của Chúa thì chính lời của Chúa sẽ tẩy rửa, sẽ rọi rửa mỗi đời sống của chúng con, để rồi chúng con được thay đổi, được đổi mới mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con dâng các chuẩn viện thần học, các trường thần học lên trong tay của Chúa. Xin Ngài ở cùng dẫn dắt và cho chúng con luôn luôn có cái sự đau phục ở trong Thánh Linh để rồi lời Chúa tẩy trị trên mỗi đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều, và chúng con dâng hết mọi điều lên trong tay của Chúa, và chúng con xin hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời cầu nguyện của Mai Trinh sáng hôm nay. Vâng, với sự nhiệt huyết mạnh mẽ của tất cả chúng ta cùng hiệp với lòng chị em chúng ta, Chúa Trời Ban sẽ ban phước cho các chủng viện, các trường thần học, các lớp học kinh thánh. Vâng, sáng hôm nay chúng ta có nói đến điều đó, cầu nguyện với Chúa điều đó. Thế nên xin Chúa ban ơn cho các lớp học nữa, trường Chủ Nhật nữa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời cầu nguyện của người chị em chúng ta. Chúng ta hát bài hát Quyền Năng Chúa Vẫn Không Đổi Dời. Quyền Năng Chúa Vẫn Không Đổi Dời, thật lên Chúa oai nghi đàng đầy danh Ngài vinh quang lương tỏa sáng khắp trên trần gian. Ta cả đấng thắng, ta cả rộng rằng cả Chúa chúc tôn cha đầy đầy trong danh Giêsu trên thiên đã hướng về ta. Đừng đau thân bọn tôi chính Giêsu, cùng nhau ta đi theo dấu chân Ngài, không chỉ có thể đứng vững trước danh Giêsu. Chúa vẫn không đổi dời, Chúa hoài nghi rằng danh Ngài vinh quang luôn tỏa sáng khắp trên trần gian. Và cả đất thân ta cả rộng rãi, cả Chúa chúc tôn cha đời đời, công danh Giêsu trận chiến đã thuộc về ta. Đừng đã thăng bóng tôi chính Giêsu, cùng nhau ta đi theo dấu chân Ngài, không chỉ có thể đứng vững trước danh Giêsu. Đấng đã thăng bóng tôi chính Giêsu, cùng nhau ta đi theo dấu chân Ngài, không chỉ có thể đứng vững trước danh Giêsu, không chỉ có thể đứng vững trước danh Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa về lời cầu nguyện của Mai Trinh sáng hôm nay, và sự cầu nguyện cho các chủng viện thần học, các trường thần học, các lớp học kinh thánh, các lớp trang bị lời của Chúa. Tất cả dân sự của Chúa đều hướng về vương quốc của Ngài để cầu nguyện, để được trang bị, để chuẩn bị tấm lòng của mình. Dạ, xin phép thầy Tịnh với lại cô Hòa đóng tắt cái microphone của thầy Tịnh nha, tại vì nó hơi ồn á. Dạ. Nó hơi ồn cho nên mình tạm mình tắt cái microphone của phía bên cái Facebook, bên Zoom của thầy Tịnh với cô Hòa. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta bước vào phần cầu nguyện. Hồi nãy thì chúng ta cầu nguyện cho các chủng viện thần học, chúng ta cũng cầu nguyện cho các trường thần học, các lớp học kinh thánh, các trường Chủ Nhật. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện, bước sang phần cầu nguyện Chúa cho công việc của Chúa ở Do Thái, quý vị. Vâng, chúng ta vẫn cầu nguyện cho đất nước Do Thái. Hiện nay thì đang có cái cuộc chiến tranh ở tại nơi đó mà vẫn chưa kết thúc, mà dự tính là tới hết năm 2024 này thì cuộc chiến nó mới hoàn tất.
và người các quân đội Do Thái đang tiến vào cái miền nam của Gaza, cái đồn điền cuối cùng, cái đồn lũy cuối cùng của Gaza, của Hamas, để mà truy quét cái lãnh đạo, cái ban lãnh đạo của Hamas, và quyết tâm là sẽ tiêu diệt cái đạo quân Hamas này. Đó là hậu duệ của những cái dân tộc ở xứ Canaan cuối cùng mà dân Israel không có diệt đã và sống chung với họ, cho nên bây giờ họ trở thành những cái roi mây, những cái dây gai để mà đánh lại cho Israel, châm chích Israel rất là nhiều. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho Israel. Chưa hết, chúng ta cầu nguyện Chúa cho sự yêu mến Chúa và kính sợ Chúa của người Do Thái. Họ vẫn tôn thờ Jehovah Đức Chúa Trời, nhưng mà lòng của họ thì chưa có tiếp nhận đấng cứu thế. Chúng ta cầu nguyện Chúa cho tấm lòng của người Do Thái. Chỉ có 2% là những người chưa tới, và 1.8% là những người Do Thái trong 8,6 triệu mà tin nhận đấng Messi, tiếp nhận Chúa, được tái sanh. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho những người Do Thái còn lại để họ sớm nhận biết đấng Messiah. Chúng ta cầu nguyện Chúa cho cái đền thờ thứ ba sẽ sớm được xây dựng. Thì chúng ta cũng biết rằng khi mà cái đền thờ thứ ba được thiết lập thì Chúa Giêsu ngài sẽ trở lại, đó là điều chắc chắn rồi. Kinh Thánh cũng có nói về điều đó. Chân của ngài sẽ đặt trên đỉnh núi Sion, nơi mà có đền thờ Jerusalem, cái vị trí mà họ xây dựng lại, thì chân của ngài sẽ đặt nơi ngạch cửa đó, và sự đến của Chúa Giêsu là rất chắc chắn và rất là gần chúng ta rồi. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện hội thánh trông đợi, một phần chúng ta trông đợi Chúa trở lại, một phần thì chúng ta nỗ lực để nói về Chúa cho những người xung quanh chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, chúng ta cầu nguyện rồi chúng ta sẽ trở lại với phần chúc phước cầu nguyện của bà nội Hallelujah dành cho dân Israel. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, chúng con sáng hôm nay chúng con đến với Ngài. Chúng con cầu nguyện Chúa cho Israel hiện nay. Bà nội ơi, bà nội có chuẩn bị cầu nguyện cho Do Thái chưa? Bà nội đi lấy cái tài liệu để bà nội cầu nguyện ha. Amen. Cảm ơn Chúa về cái cơ hội mà Chúa cho chúng con để cầu nguyện cho Israel. Chúng con chúc phước cho dân tuyển dân của Ngài. Hiện nay họ đang ở trong cái cuộc chiến dai dẳng, và dự tính cho đến hết năm 2024 này thì cuộc chiến này mới có thể chấm dứt, mới có thể dừng lại. Cho nên sáng hôm nay chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa Ngài can thiệp, xin Chúa Ngài binh vực, xin Chúa Ngài bảo vệ dân sự của Ngài trong lúc này đây. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện Chúa cho một sự bình an, một sự hòa bình cho Jerusalem. Và Kinh Thánh Chúa dạy chúng con trong Thi Thiên 122 câu 6 rằng phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh. Sáng hôm nay chúng con cầu nguyện cho thành phố của Đức Chúa Trời trong tiếng Hebrew, có nghĩa là cơ nghiệp của Salem. Vâng, Jerusalem, Jerusalem, một cái thành phố mà Đức Chúa Trời đã dùng để làm trở nên cơ nghiệp của dân sự Ngài, và dân sự của Ngài là cơ nghiệp của họ, của Chúa. Chúng con cầu nguyện Chúa cho một sự bình an ở tại nơi đây, Chúa ơi, và họ đang ở trong cuộc chiến rất là khó khăn, bởi vì những kẻ hậu duệ của Agag, hậu duệ của Amorit, của Jebusit, hậu duệ của Amalek, họ đang ẩn náu ở trong các thành trì, và đó chính là những người dân vô tội của họ. Họ ẩn náu trong đó để khi có những cái cuộc giao chiến thì họ đem những cái người dân của họ ra để làm những cái bức màn bằng bằng máu, bằng xương, bằng thịt, và đó gây nên những cái hậu họa rất là lớn, và có nhiều người chết bởi vì cớ sự gian ác của những cái phiến quân Hamas này. Chúng con cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ cho Israel ở trong cái cuộc chiến đầy khó khăn này, thì họ cũng sẽ vượt qua được sự khó khăn đó bởi lời cầu nguyện của chúng con. Mà nếu Chúa Trời chúng con ơi, xin Chúa Ngài làm một sự giải cứu ở trong dân sự của Ngài. Chúng con cầu nguyện Chúa cho cái thành trì Jerusalem, nơi mà đang có cái đền thờ của Jerusalem sừng sững ở tại thành phố Jerusalem. Chúng con cầu nguyện Chúa, và nơi đây cũng chẳng phải là cái chỗ mà cái nền của đền thờ năm xưa, bởi vì cái đền thờ của năm xưa cách đó cũng không xa, nhưng mà đó là cái vị trí mà sẽ xây dựng lại thành Jerusalem, và chúng con gọi đó là cổng trời đó. Chúng con cầu nguyện Chúa, xin Chúa Ngài sớm cứu dân cư ở tại nơi đó, vì có một lượng dân cư ở tại nơi đó là những người Philippines không nhận biết Đức Chúa Trời, và họ đang sống hòa lẫn với dân sự của Ngài. Con cầu nguyện Chúa chúc phước cho Israel, và trong thời
nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, ông đã công nhận cái thủ phủ của Do Thái đó chính là Jerusalem. Chúng con cầu nguyện cho 8,6 dân ở tại Jerusalem và 17 triệu người Do Thái trên toàn thế giới này. Con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời mở tâm trí của họ để cho họ có cơ hội đến với Ngài, tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, tiếp nhận Đấng Messiah là cứu Chúa của mình, và Đức Chúa Trời cứu họ để làm nên nước của Ngài. Cảm ơn Chúa vì vườn nho của Đức Chúa Trời đó chính là dân Israel ở trong Cựu Ước. Con cầu nguyện cho vườn nho này, biết bao lần những cái con trồn đến phá hoại và cắn xé vườn nho, có biết bao lần Đức Chúa Trời mong muốn những cái trái nho này họ sanh ra những cái trái nho ngọt, nhưng đó đã sanh ra những cái trái ngon nho chua làm cho ê răng, nó làm cho hư hoại. Và Đức Chúa Trời ngày bao nhiêu lần Ngài đã dạy dỗ dân sự của Ngài. Và sáng hôm nay chúng con cầu nguyện bởi sự nhân từ và thương xót của Ngài, xin Chúa hãy nhớ tới Israel, xin Chúa Ngài hãy nhớ tới tất cả những cái dân cư này và cho họ có cơ hội để đến với Chúa và trở lại ăn năn cùng Đức Chúa Trời. Chúa ơi, đó những thế hệ của những thầy tế lễ, của những người Pharisee, của những thầy thông giáo, họ kêu cầu Đức Chúa Trời nhưng họ quên rằng Ngài đã ban Đấng Messiah đến với họ, và họ đã từ chối Đấng Messiah, họ đã đóng đinh Đấng Messiah ở trên thập tự giá. Cho nên con cầu nguyện cho những thầy tế lễ này, con cầu nguyện cho những thầy thông giáo này có cơ hội đến với Đức Chúa Giêsu, đến để tiếp nhận Ngài, trở lại với Ngài. Họ sẽ nhờ cậy Chúa, họ sẽ không cậy sự công bình riêng của mình, nhưng họ hạ lòng xuống để tiếp nhận Đấng Messiah, Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa, và sẽ nhờ cậy ân điển của Chúa để bước tới. Trời ơi, nếu mà sự trở lại của Israel là điều vĩ đại, sự trở lại của Israel là điều vô cùng vui sướng, thì huống chi là dân sự. Nếu mà dân sự của Ngài là chúng con, là những người ngoại đã được Chúa tiếp cứu, Ngài đã cứu rỗi chúng con, thì sự trở lại của Israel sẽ lớn là dường nào. Cho nên con cầu nguyện xin cho một ngày mới này Israel trở lại với Đức Chúa Trời. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài cứu dân tộc này. Con cầu nguyện Chúa ơi, để họ không còn dùng luật pháp để đến gần Đức Chúa Trời nữa, nhưng họ đến qua Chúa Jesus Christ tiếp nhận Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cầu nguyện cho quân đội Israel, con cầu nguyện cho thủ tướng Benjamin Netanyahu, xin Chúa ban phước cho họ ở trong cái cuộc chiến đơn độc này. Mỗi ngày họ tốn rất nhiều tiền để bảo vệ cho bờ cõi mà Chúa đã ban cho họ. Cho nên con cầu nguyện xin Chúa bảo vệ Israel, xin Chúa gìn giữ họ và cho họ được bình yên ở trong Chúa. Xin gìn giữ họ và cứu họ, xin gìn giữ họ và đem họ ra khỏi cuộc chiến tranh này sớm nhất. Chúa ban sự hòa bình cho Jerusalem, như là điều mà Chúa dạy chúng con rằng hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Chúng con cũng cầu nguyện Chúa cho khắp Jerusalem, để một ngày kia cả thành phố này sẽ chỉ mang một màu cờ duy nhất, đó là màu cờ của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel. Ngài là Đức Chúa Trời của họ và mang cái cờ thập tự giá của Đấng Christ. Vâng, họ sẽ tiếp nhận Đấng Messiah, họ tiếp nhận cứu Chúa Jesus Christ là Đấng mà họ đã đâm, đã thấy Ngài trên cái thập tự đó, và họ sẽ trở lại để thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện cho tại Mỹ 5,3 triệu người Do Thái, cầu nguyện cho tại châu Âu 1,4 triệu người Do Thái đang định cư, xin Chúa ban phước cho họ, bởi vì họ là nguồn phước ở giữa những nước dân tộc nào đang chứa họ, đang tiếp đón họ. Con cầu nguyện cho cộng đồng của họ hiện nay đang trở nên những cộng đồng bị kỳ thị ở tại Hoa Kỳ, ở tại Âu Châu. Con cầu nguyện xin Chúa ban phước cho họ, xin Ngài là bức màn sắc để bảo vệ và gìn giữ họ khỏi những cái sự tấn công của những người ngoại không chịu cắt bì kia. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con sáng hôm nay qua phần chúc phước của bà nội. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Chào chị Nga. Chị Nga ơi, chị Nga dạ, khỏe không? Em chưa. Dạ. Dạ khỏe quá. Chị Nga chừng nào đi Cali? Bà già nằm bất động, thành ra nhiều khi mình muốn đi rồi bà cũng có người chăm rồi, mình thí dụ khỏe hơi rút được ăn thì mình còn đến mình chăm sóc bà. Yeah. Rồi bà nằm qua cái phòng coi như là hai người một giường thì nằm thêm 10 ngày nữa, coi 2 tuần nữa coi sao. Dạ yeah, vâng. Nếu bà bất động hoài vậy chắc cũng nó chuyển qua cái chỗ gì mà chờ chết á. Rehab á hả? Hospital á. Dạ. Giờ mình lên thì không có bác sĩ y tá chăm, mà trong khi bây giờ nó hôn mê rồi thì mình cũng không có nhìn mặt thôi, cũng còn buồn. Thì thôi để chờ khi nào báo thì mình đi chứ.
Vâng chị, bây giờ mình cùng hiệp ý với chị Nga ha. Thì chị Nga, cái tâm nguyện của chị Nga là muốn như thế nào, xin chị chia sẻ để mà Vọng Canh sẽ cầu nguyện với chị giờ này. Muốn nghe Thì điều mà bây chị tâm giờ tình. muốn cho bà, nếu bà khỏe được thì khỏe, nếu không thì bà đi cho sớm để cho bà khỏe cái thân bà, chứ thôi bà nằm hoài mình cũng đau lòng. Ok, như vậy thì cùng hiệp ý chí với chị Nga để cầu nguyện nha. Mình cầu nguyện trong chương trình và ý muốn của Chúa ha. Vâng, bây giờ trước khi bà nội Hallelujah cầu nguyện thì chúng ta hiệp ý lại cầu nguyện cho bà Nguyễn Thị Bé, 90 tuổi ha chị. Bà có cái sự tỉnh lại trong một vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa cho bà có cơ hội, một là sống để mà nghe tin lành của Chúa, cơ hội để đến với Chúa Giêsu. Và chúng ta cũng cầu nguyện Chúa có nhiều cách để Chúa cho bà có cơ hội lắm quý vị. Rồi, hoặc là Chúa sẽ coi như giống như là ý nguyện của cả gia đình để mà cho bà được yên nghỉ ở trong sự khỏe, ở trong cái bình yên. Chúng ta cầu nguyện cho bà giờ này quý vị, cùng hiệp lại cầu nguyện. Chúa ơi, giờ này chúng con đến với Chúa với tâm tình của những người cầu thay sáng hôm nay. Chúng con cầu nguyện cho bà Nguyễn Thị Bé, 90 tuổi. Chúng con có thấy có những biến chuyển trong những ngày qua mà Chúa có bày tỏ. Chúa đã cho bà sống được khỏe mạnh trong một chốc lát để bà có thể ăn, có thể biết được con cháu của mình. Nhưng vì tuổi cao tác lớn cho nên bà cũng đã rơi vào hôn mê trở lại. Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa một điều, đó là xin cho bà có cơ hội để bà sống và bà được nghe phúc âm của Ngài qua người con gái của mình, qua cái thông điệp ngắn gọn, chia sẻ nhẹ nhàng để bà có cơ hội để nhận biết Giêsu là ai. Trong suốt 90 năm bà không có cơ hội để nhận biết Ngài, cho nên con xin Chúa một cơ hội cho bà để bà có thể được nghe phúc âm của Chúa trong phút chốc nào đó. Con xin Chúa ban sự bình an cho những người trong gia đình, Chúa ban sự bình an cho chị Nga là người có Chúa, là người có tiếp nhận Chúa trong cuộc đời của chị. Trong danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện cho linh hồn của chị, tâm hồn của chị được nhẹ nhàng ở trong Chúa, được bình yên ở trong Ngài, cất đi sự bối rối khỏi chị giờ phút này. Chúng con đến với Chúa Giêsu, không phải đến với một vị thần, và khi cần đến Ngài thì chúng con kêu cầu, nhưng chúng con đến với một Chúa Giêsu là đấng chúng con thờ phượng, tin cậy nơi Ngài, là đấng có quyền sự sống và sự chết trong tay của Ngài. Và nài xin Đức Chúa Trời Ngài cho bà có cơ hội để được sống và nghe phúc âm của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Vâng, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu mà hủy phá cái linh của sự chết, cái quyền của sự tối tăm, và khiến cho nó phải rút lui. Chúa cho phép thì nó mới có quyền ở trên một người. Cho nên chúng con cầu nguyện cho bà trong lúc này đây, ý Chúa được nên. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cha ơi, giờ này chúng con cầu nguyện cho gia đình của chị Nga. Chúa ơi, xin Chúa cho gia đình cũng có tấm lòng mềm mại, và nhất là có cái sự bình yên. Làm sao họ có sự bình yên khi họ chưa tiếp nhận Chúa? Làm sao họ có sự bình an thật sự khi mà lòng của họ vẫn còn có những khoảng trống mà cần có tình yêu của Chúa Giêsu lấp đầy? Cho nên con cầu nguyện cho một cái cơ hội cho gia đình này, qua đức tin của chị Nga, qua đời sống của chị, thì gia đình cũng có cơ hội để nghe phúc âm của Đức Chúa Trời. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Cho nên sáng hôm nay chúng con đến với Chúa Giêsu và xin Chúa mở cơ hội, tạo cơ hội cho họ có một cái cơ hội để nghe tin lành của Ngài. Nếu chúng con không được sai đi để làm việc này, thì xin Chúa cho có những đầy tớ của Chúa, những con cái của Chúa ở California. Nếu Chúa đẹp lòng, nếu Chúa khiến điều này xảy ra, Chúa ơi, thì mọi sự đều có thể có khả thi cho gia đình này trong lúc này đây. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cầu xin Đức Chúa Trời ban sự bình an cho tâm hồn của chị Nga trong lúc này, là một người con rất thương mẹ và muốn mong muốn những điều tốt đến cho người mẹ thân yêu của mình, và cũng không muốn thấy bà nằm ở bất động, nằm ở trong cái, phải đưa vào trong một cái điều nơi đặc biệt để mà chờ, không còn điều trị nữa, nhưng mà chờ có những cái sự phục hồi siêu nhiên nào đó, thì chính sự siêu nhiên đó đến từ Đức Chúa Trời chúng con. Hỡi Chúa, xin ban cho chị có đức tin để tiếp tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp đỡ cho chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và giao phó bà cụ Nguyễn Thị Bé trong tay của Ngài. Nguyện xin sự bình an của Ngài đến ở trên kẻ tin. Ở trong gia đình này chỉ có một mình chị là biết về Chúa Giêsu và tin cậy Ngài, tin tưởng nơi Chúa. Và sáng hôm nay chị đã vào để cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và giúp đỡ cho chị em của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu, một lần nữa con nói với tình trạng của bà cụ rằng
Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, Ngài có quyền khiến cho bà từ kẻ chết sống lại. Ngài có thể khiến cho bà ở trong cái sự hôn mê này, có thể bước ra khỏi sự hôn mê và để bà chung sống ở với con cháu mình. Và trong dịp này là dịp và lúc mà chúng con có thể nói về Chúa và chia sẻ về tình yêu của Ngài trong vòng rất ngắn, để cho bà có cơ hội để nhận biết Ngài. Thì Đức Chúa Trời là Đấng sẽ làm thành điều đó bởi cái sự cầu nguyện của chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài và những lần đòn của Chúa trên thân thể Ngài mà chúng con được lành bệnh. Chúng con công bố điều đó ở trong thời giờ này, và bởi đức tin chúng con nhận lãnh điều đó cho người chị em chúng con, và chính chị em chúng con cũng nhận lãnh cho mình nữa. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà chị nghe nói Amen. Amen. Vâng. Amen. Vâng, chị Nga cũng phải cầu nguyện nữa nha. Bởi đức tin của sáng nào mình cũng có cầu nguyện. Chị có nhân danh Chúa Giêsu để cầu nguyện không? Có, nhân danh Đức Chúa Giêsu. Amen, đúng rồi. Vâng, thì chị tiếp tục trong đại Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Vâng, bây giờ thì chúng ta đến với Chúa qua lời cầu nguyện. Cảm ơn chị Nga đã dự phần trong lời cầu nguyện cho mẹ chị trong thời gian qua. Chúng ta ý với bà nội, mời bà nội sẽ cầu nguyện Chúa cho Israel, một thành thánh của Chúa trên đất này. Và chúng ta đều hướng về Israel để cầu nguyện cho đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này, cũng như chúng ta cầu nguyện cho những người ở Israel, những người Israel trên toàn thế giới sớm tiếp nhận Đấng Messiah là Đấng cứu thế, Đấng cứu rỗi cho đời sống của họ. Chúng ta hiệp với bà nội, kính mời bà nội cầu nguyện. Dạ, xin phòng cầu nguyện anh chị em yêu dấu cầu nguyện hiệp ý với nhau cho Israel. Cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời, là Cha kính yêu của chúng con. Chúa ơi, Chúa luôn ở gần những người kêu cầu Chúa. Và chúng con giờ đây ở trong Zoom, nơi một sự đông đã cho chúng con mỗi buổi sáng tìm kiếm Chúa, và chúng con hướng lòng về Jerusalem cầu nguyện cho con dân Chúa ở tại đó. Chúa ơi, trong Thi Thiên 122, Chúa có nhắc nhở chúng con cầu nguyện hòa bình cho Jerusalem. Phải Chúa, xin Chúa chúc phước. Hiện giờ con thấy là Israel nó đang có chiến tranh với Hamas. Lạy Đức Chúa Trời, Ngài bảo vệ con dân Ngài là Israel. Chúa ơi, xin Chúa thương xót cho Tổng thống, hiện giờ là Tổng thống Netanyahu. Chúa ơi, xin Chúa ban cho ông có sự khôn ngoan, có tấm lòng kính sợ Chúa để điều hành đất nước. Chúa giữ gìn Israel. Chúa ơi, để cộng đồng Do Thái trên thế giới hiện giờ đây, Chúa chúc phúc họ ở khắp nơi trên quả đất này. Tại Mỹ thì cũng có 5.7 triệu, tại châu Âu thì có 1.4 triệu, và họ ở tại Do Thái nữa. Chúa ơi, xin Chúa ban phước chúng con nhìn vào Israel, Do Thái, thì chúng con biết ngày Chúa sẽ trả lại cho chúng con. Chúa ơi, khi nào mà đền thờ thứ ba sẽ xây lại trên nền cũ thì Đức Chúa Trời sẽ đến cho chúng con. Xin Chúa ban phước cho Thủ tướng Netanyahu có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, khôn ngoan để điều hành đất nước, và Chúa cho quân đội, cảnh sát, Amen, tài chánh Israel đủ để Chúa bảo vệ dân sự Ngài. Chúa ơi, Chúa thương xót chúng con. Chúa lắng nghe. Chúa ơi, để chúng con về cầu nguyện cho Israel. Xin Chúa ban phước mọi sự đều được an lành cho dân tộc của Chúa là dân Do Thái. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cũng là Israel thuộc linh, nên chúng con cũng cầu nguyện cho mỗi gia đình nhỏ chúng con nữa. Chúa ơi, Chúa ban phước trong một ngày mới trong cuộc sống của chúng con, các phụ huynh cũng như các học sinh, các con em chúng con, để có lòng hướng về Chúa, kính sợ Đức Chúa Trời. Trước hết hãy kính sợ, tìm kiếm Chúa. Chúa ơi, cầu nguyện với nhau thật là phước hạnh. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con có cái Zoom này để chúng con vào cầu nguyện khoảng 6-7 năm nay rồi. 6 năm nay rồi. Và chúng con sẽ tiếp tục tìm kiếm Chúa và cầu nguyện cho đến khi Chúa đến. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa chúc phước cho Hội Thánh Vườn Nho tại Arizona. Chúa chúc phước cho các hội thánh hiệp một với nhau
con chỉ mong ước là các mục sư chúng con tại Osara ngồi lại với nhau như đã có Chúa đến để ban cho chúng con sự sống và sự sống dịu dật. Xin Chúa ban phước các chúng con, chỉ ao ước là các vị lãnh đạo chúng con hiệp lại yêu thương nhau, thuận hòa với nhau và giao lưu với nhau như đã có. Chúa ơi, thật là tốt lành khi chúng con sống mà đẹp lòng Chúa. Xin Chúa chúc phước cho tất cả những người lãnh đạo các hội thánh đều có sự hiệp một. Con luôn cầu nguyện cho các vị mục sư chúng con để các ông có được quyền năng ân tứ của Ngài trong lời giảng dạy. Chúa ơi, Chúa ơi, nếu không có sự hiệp một thì không phải là tốt. Chúa cho chúng con có sự hiệp một trong hội thánh, trong cộng đồng tin lành của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Không phải hội thánh của người nào, nhưng mà hội thánh tất cả là của Chúa Giêsu chúng con. Xin cho chúng con biết điều đó để chúng con sống. Chúng con có một cha mà thôi, là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con, để chúng con hiệp một, yêu thương nhau, quan tâm tới nhau, thuận hòa với nhau, thì người ta sẽ nhìn thấy đó là con dân của Chúa trong sự hòa thuận yêu thương. Xin Chúa lặp lại những cái gì tốt nhất cho hội thánh chúng con tại Arizona cũng như ở tại Cali và các nơi. Chúa ơi, Chúa ơi, người ta nhìn vào chúng con cơ đốc nhân thế nào, phải yêu thương, kính Chúa và yêu người. Tại Chúa, xin Chúa ban phước cho chúng con được hai điều đó trong hội thánh anh em chúng con. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa lắng nghe những lời kêu cầu của những con buổi sáng như cầu nguyện cho các em. Xin Chúa chúc phước cho Tổng thống Yahoo có sự khôn ngoan, có ơn của Chúa để điều hành đất nước Do Thái. Chúa binh vực họ Do Thái. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa dạy chúng con là hãy cầu hòa bình cho Israel là vậy. Người nào yêu mến Jerusalem ở Do Thái thì sẽ được thới thành. Người nào yêu mến Israel sẽ được bình an. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho mỗi chúng con biết lời Chúa để chúng con sống theo lời của Chúa, để chúng con hiệp nguyện cùng nhau cầu nguyện cho những vấn đề mà chúng con còn đang ở trong thời gian này. Vì Chúa dạy chúng con là hãy kêu cầu Chúa, Chúa sẽ trả lời cho chúng con. Con tin điều đó, là Chúa sẽ tỏ cho chúng con những việc lớn và việc khó, là những việc chúng con chưa từng biết. Chúa ơi, lời hứa quý báu của Ngài, chúng con luôn luôn đến gần Chúa, đến gần anh em chúng con, để chúng con hiệp một cầu nguyện như Chúa đã dạy chúng con. Chúng con có sự hiệp một yêu thương nhau, hết lòng hết sức kính sợ Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Amen. Chúng con án với tấm lòng tạ ơn Chúa. Xin Chúa ở cùng từ gia đình nhỏ chúng con. Anh chị em chúng con có công việc phải đi làm, xin Chúa giữ gìn may mắn, tốt lành, bình an cho chị em chúng con một ngày mới. Và các đứa trẻ của chúng con, chúng nó sẽ đi đến trường, đi học. Xin Chúa giữ gìn đường đi nước bước của nó khi đi, khi về. Chúa sai thiên sứ ở cùng giữ gìn các cháu, các đứa bé của con được bình an, bình an của Ngài. Amen. Chúng con cầu nguyện thì Đức Chúa Trời chúng con sẽ ban phước hơn những gì chúng con cầu xin và suy tưởng nữa. Chúng con biết ơn Đức Chúa Trời toàn năng chúng con. Ngài luôn luôn nghe và Ngài luôn luôn giúp đỡ chúng con trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con hết lòng dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện chung với nhau. Tạ ơn Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm ơn bà nội Lưu Gia. Vâng, cảm ơn tấm lòng của tất cả chúng ta trong sự hiệp lại cầu nguyện cho Israel. Thấy chị nghe amen rất là khí thế ha. Amen, cảm ơn Chúa. Nga nữa là một mục sư được rồi đó cô Nga. Dạ. Mạnh mẽ quá. Nga là tới phục sinh này là đúng một năm tin Chúa đó. Chị Nga tin Chúa mới có một năm mà. Dạ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho cô Nga gia đình. Hôm tháng 12 giờ rồi nữa. Dạ. Cảm ơn bà nội. Dạ. Phước cho gia đình nha, bình yên. Dạ. Tận hòa với nhau. Bây giờ có một điều. Amen. Bà nội nói tiếp đi ạ. Dạ, kính mời bà nội. Thì chúc phước cho gia đình của cô Nga đó, những người mới đó. Dạ. Mình phải cầu nguyện Chúa thêm sức, Chúa giữ gìn. Mục sư cầu cho mau có đến ngày phỏng vấn mục sư. Ồ, bây giờ chị chưa có phỏng vấn hả? Giờ chưa có ngày hả? Chưa ngày. Hôm bữa chở chị đi tới giờ là được mấy tháng rồi?
chắc 2 tháng hơn rồi đó, 2 tháng hơn hả? Đi bữa đi chắc lăn ba tay ba nè. tháng 3 tháng mới được có giấy đó. Để cầu nguyện Chúa để cho có cái lịch phỏng vấn sớm ha. Dạ. Vâng. Thì trước khi cầu nguyện cho chị Nga thì muốn chị Nga cầu nguyện cho bà nội Hallelujah. Bà nội cũng lớn tuổi, bà nội nhỏ hơn mẹ của chị 8 7 tuổi. À, bà Bà nội nội khỏe, bà 83. nội minh mẫn. Nha. Thì cũng cầu nguyện cho tất cả các con cái Chúa trong hội thánh trên 60 thì Chúa cũng sẽ cho được sống khỏe mạnh như bà nội Hallelujah. Ừ, Thì chị giống bà Nga nội nhớ đến vậy. mẹ của chị cầu nguyện cho bà sớm hồi phục làm sao, thì chị Nga cầu nguyện cho bà nội Hallelujah cũng vậy, mình tập cầu nguyện để mà Vâng. mình sẽ có một cái Amen. sự dạn Chúa. dĩ ha. Rồi sau đó thì chị nhân danh Chúa Giêsu, Amen, đơn giản thôi, đó là một lời Nhân cầu Chúa nguyện đơn giản. Giêsu, Dạ. Rồi mời chị Nga cầu nguyện được không? Đơn giản thôi, Amen. kính lạy Chúa Giêsu, con cầu nguyện Kính cho lạy bà cho Chúa nội Giêsu, Hallelujah. con cho bà nội Luva Chị muốn cầu nguyện cho bà nội gì? Khỏe mạnh, sống lâu, cha. được sự minh Cầu cho mẫn. bà nội Luva là khỏe mạnh sống lâu để hầu Amen. Chúa, Amen. để cho các con lại theo bà. Amen. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Chúa Christ. Giêsu Christ. Amen. 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 Dạ. Đó, đó là lời cầu nguyện đơn giản mà Chúa có thể nghe được cái tấm lòng của mình qua cái sự kêu cầu Chúa hả chị nghe ha. Mỗi ngày chị cầu nguyện, chị Vâng. nhớ đến cô Thọ, chị nhớ đến gì cô Mai, nhớ đến bất kỳ ai trong trong gia đình, trong hội thánh, thì chị cầu nguyện với Chúa với cái lòng mong ước đó là chị nhân danh Chúa Giêsu, chị Amen. Nhân Chúa Dạ. Amen. Dạ, thì lời cầu Amen. nguyện đó Amen. được Chúa trả lời cho mình ha. Dạ, cầu nguyện Vâng. là nói chuyện với Chúa. Vâng, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được cơ hội để cầu nguyện mỗi sáng, và ai có nhu cầu gì thì chúng ta sẽ đưa vào trong cái vòng canh để chúng ta cầu thay cho nhau. Giờ này chúng ta sẽ cầu nguyện cho chị Nga như điều mà chị rất là mong, đó là mong được có tới cái ngày được phỏng vấn để thi quốc tịch. Thì gần đây thì trong chỗ làm của Diễm cũng có một chị em được cơ hội để mà có được quốc tịch Mỹ rồi, cảm ơn Chúa. Chị Nga biết người đó đó, Huệ lắm, hình như Huệ. là Linh Đà phải không? Huệ, Dạ. Đó, ở Huệ. trong cái tiệm của Đạt á. Vâng. Dạ, Huệ hả, tên là Huệ hả? Huệ. Đó đó, thì xin Chúa cho chị Nga cũng được như vậy ha, sớm có được cái lịch để mà đi phỏng vấn. Vâng, chúng ta cùng hiệp ý lại để cầu nguyện, bởi vì Chúa dạy chúng ta rằng nếu mà chúng ta cứ ở trong Chúa và những lời Chúa ở đầy dẫy trong chúng ta, để chúng ta trở nên giống như ý muốn của Ngài rồi đó, thì những lời cầu nguyện của chúng ta Amen. được Đức Chúa Trời trả lời. Ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 15 câu 7, để tôi đọc cho quý vị nghe, để quý vị thấy lời của Đức Chúa Trời á rất là quyền năng và cho chúng ta có sức mạnh và ý chí để chúng ta kêu cầu Đức Chúa Trời. Miễn là chúng ta phải ở trong đường lối của Chúa và trở nên giống như Chúa muốn chúng ta. Đây, Giăng đoạn 15 câu 7. Đây là lời của Chúa rất mạnh mẽ cho mỗi chúng ta, cũng như là chị Nga đặc biệt giờ này để nhận lấy lãnh cái điều mà chúng ta cầu xin. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 7: Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Cảm tạ Chúa của chúng ta. Vâng. Lời của Chúa: Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi. Có một người thắc mắc hỏi mục sư David Paulson á, là như vậy là có phải là như vậy có phải là bất kỳ điều gì tôi cầu xin Chúa thì tôi đều nhận được không? Nhưng mà nó có một cái điều kiện mà trong Giăng đoạn 15 câu 7 Chúa dạy chúng ta. Không phải là chúng ta đọc Kinh Thánh xong chúng ta cầu nguyện chúng ta bắt Chúa phải làm theo chúng ta. Nhưng mà cái ý của cái câu Kinh Thánh này đó có nghĩa rằng chúng ta ở trong Chúa và những lời Chúa ở trong chúng ta. Nó có cái ý nghĩa đó là chúng ta phải trở nên như ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu được Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm cái gì. Thì cái lời cầu nguyện của mình á mới được Chúa nhậm. Chứ không phải mình đọc Kinh Thánh xong mình bắt Chúa nhậm lời mình. Quý vị thấy không? Hay là một người cầu nguyện muốn cầu nguyện sao cầu nguyện là Chúa phải nghe lời cầu nguyện của tôi. Ngay cả việc họ họ cầu nguyện để xin một cái điều ác,
xin trù ẻo cho ai đó bị cái gì đó thì Chúa phải nghe. Không phải như vậy, mà là chúng ta phải ở trong Chúa luôn luôn, và cái lời cầu nguyện của chúng ta nó mới đúng với là cái ý muốn của Chúa, và lúc bấy giờ Đức Chúa Trời mới trả lời cầu nguyện của mình. Thì ở trong Giăng đoạn 15 câu 7 đó có cái sự dạy dỗ đó là như vậy, chứ không phải là một cái sự o ép là tôi đọc lời Chúa thì Chúa phải nghe lời cầu nguyện của tôi, là không phải. Cho nên đó là lý do sáng hôm nay chúng ta sẽ nghiệm lại coi mình có ở trong Chúa chưa, mình có thật sự là mình đi trong cái ý muốn của Chúa chưa, ở trong cuộc đời này mà Chúa muốn chúng ta trở nên giống như Ngài, mình có trở nên giống như Chúa chưa. Đó là điều quan trọng nhất, mà muốn trở nên giống như Chúa thì phải ở trong lời của Chúa. Mình đọc Kinh Thánh thì mình mới biết Chúa muốn mình làm gì. Ví dụ như giờ Chúa muốn mình phải nói thiệt, mà một cái người mà nói xạo quen rồi, nói dối quen rồi, cho nên khi mà đọc Kinh Thánh nó rồi thôi là tiêu rồi. Và đó giờ mình nói dối quen rồi, bây giờ ý là ý muốn của Chúa nè, Chúa muốn mình phải nói thật. Đó, Chúa muốn mình phải nói thiệt. Chúa không có muốn mình nổ, Chúa không có muốn mình xạo, Chúa không có muốn mình sống như người thế gian là như vậy đó. Cho nên bây giờ tôi đọc lời của Chúa, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi. Những người mà ở trong Chúa thật á, là những người sẽ bước ra khỏi cái sự giả dối mà hồi xưa mình sống trong thế gian. Bây giờ mình ở trong thế gian, mình bước vô Chúa rồi thì mình phải bằng lòng, mình phải bỏ đi những cái điều của thế gian để được biến đổi, trở nên tốt hơn ở trong Chúa. À, như vậy thì chúng ta được biến đổi theo ý của Chúa, là một cái người tốt, không còn ở trong cái sự dối gian nữa. Ở trong thế gian thì có những sự gian dối và thế gian, cho nên chúng ta bước vào trong Chúa thì chúng ta được biến đổi để trở nên những người chân thật, những người nói thật, những người sống thật, những người có tấm lòng lành. Và bây giờ những lời cầu nguyện của chúng ta đó nó mới đúng như cái ý muốn của Chúa, để rồi chúng ta được thỏa lòng ở trong cái sự trả lời của Chúa trên mỗi cái nhu cầu của chúng ta. Cho nên giờ này chúng ta dựa trên lời của Chúa trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 15 câu 7, chúng ta có theo ý Chúa chưa? Chúng ta có ở trong Chúa chưa? Để lời cầu nguyện đó được Đức Chúa Trời nhậm lời. Cho nên có điều gì đó chưa ổn thì chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta chấn chỉnh lại và đi theo đường lối và ý muốn Chúa. Vâng, chúng ta cùng hiệp một với nhau để cầu nguyện cho chị Nga ha, với cái ước mong của chị. Chị luôn luôn ở trong Chúa ha, ở trong Chúa, đọc lời Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe lời Chúa dạy và thay đổi theo như những gì Chúa muốn mình. Đó là ở trong ý Chúa rồi. Vâng, chúng ta hãy cầu nguyện cho chị giờ này. Trời ơi, giờ này chúng con đến với Chúa, chúng con cầu nguyện cho chị Nga, Phạm Thị Nga. Chị sang Mỹ được nhiều năm và đã đến lúc chị có được cái quyền công dân. Và trước khi có quyền công dân này thì cảm ơn Chúa vì vài tháng trước con có cơ hội để chở chị đến sở di trú để lăn tay và làm mọi thủ tục. Sau hôm nay thì chị có nhắc đến vấn đề này, chị cũng mong muốn sớm có được cái quyền công dân ở tại Hoa Kỳ này, và mọi thủ tục đã xong rồi. Bây giờ cái vấn đề chờ đợi cho đến cái ngày phỏng vấn thì là việc mà chúng con sẽ nhờ cậy Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con này xin Đức Chúa Trời Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con và lòng mong ước của một người phụ nữ, một người chị em đã tin nhận Chúa cách đây một năm, và lòng thì lúc nào cũng tin cậy Chúa và ao ước Chúa làm điều gì đó cho mình. Mắt chị vừa thấy những điều lạ lùng hôm mùng 1 Tết mà Chúa đã làm qua lời cầu nguyện của Vọng Canh. Vì sao hôm nay chị vào trong Vọng Canh với lòng tôn kính Chúa và ao ước Đức Chúa Trời một điều, đó là xin Chúa cho chị được thỏa lòng, cho chị được sớm được có cái lịch phỏng vấn. Chúng con tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm thành những điều mong ước của chúng con, miễn là chúng con đi trong đường lối và ý muốn của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa hãy bày tỏ một điều lạ cho chị, là điều mà chúng con được lắng nghe, được biết ở trong Jeremy đoạn 33 câu 3. Hãy ai kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó, là những việc các ngươi chưa từng biết. Sáng hôm nay con cầu nguyện cái điều lớn và khó đó sẽ vượt quá suy tưởng của chị Nga. Xin Chúa mở đường cho chị để chị sớm nghe được, nhận được cái thư thông báo cho cái ngày lịch phỏng vấn được đặt, để được yên tâm chuẩn bị tinh thần của mình. Xin Chúa ban phước cho lời khẩn cầu này của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cầu nguyện cho cái sở di trú, cái văn phòng, cái người mà giữ cái hồ sơ, mở hồ sơ cho chị, Chúa khiến cho mọi sự trở nên tốt đẹp, nhanh chóng theo như mong mỏi của chúng con, ước vọng của chúng con. Do vậy chúng con cầu nguyện cho
theo ý muốn của chúng con, mà là theo ý muốn của Đức Chúa Trời chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời ban sự bình an cho chị Nga, ban cho chị được sự thỏa lòng để chị thấy được những cái điều lớn hơn, những cái điều mong ước của chị mà Đức Chúa Trời sắp sửa bày tỏ và vẫn làm qua đời sống của chị. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con nguyện cho hai đứa cháu của chị, cho thăm viếng tụi nó khi nó đến nhà thờ, nó học kinh thánh và nó được học đàn nữa. Những ngày tới này xin Chúa làm việc trong lòng để các cháu có cái sự thích học đàn theo những người bạn của mình, để các cháu trở nên những người cháu ngoan, những người cháu được hướng dẫn để trở nên những học viên âm nhạc ở trong nhà thờ, để trở nên những người mà Đức Chúa Trời sẽ dùng cho công việc của Chúa mà chúng con không thể tưởng tượng được. Khi Đức Chúa Trời hành động thì nó vượt quá mọi sự suy tưởng của chúng con, và đầy sự vui mừng, vượt quá sự vui mừng nhiều hơn những điều ước muốn của chúng con, làm cho chúng con được vui mừng thỏa lòng biết mấy. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và cũng xin Đức Chúa Trời ngày ban phước cho chúng con trong thời giờ này. Chúng con xin Chúa cho chúng con cứ ở trong lời của Ngài, và chúng con đọc lời của Chúa và biến đổi đời sống của mình theo như ý muốn của Ngài, trở nên như ý chỉ của Đức Chúa Trời, để hầu cho những lời cầu nguyện của chúng con sẽ được Ngài nhậm ở trong những ngày tới. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Dạ, rất là vui vì được cầu thay cho tất cả chúng ta. Vâng. Amen. Amen. Chúa ban phước chị Nga. Có tin tức gì vui thì chị Nga phải la lên liền nha. Amen. Amen. Dạ. Chủ nhật này chị Nga vẫn đến được phải không? Đi đến thờ phượng Chúa được. Vâng. Nhớ cầu nguyện, chị Nga nhớ cầu nguyện cho ngày 31 tây tháng 3 năm nay. Thì cô Hòa, chị Hòa đó, vợ của anh Tịnh, thì sẽ được chịu phép bắp têm. Sao chị Nga có 4 tháng thôi ha. Tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Má nói chuyện riêng với Nga vụ thi quốc tịch thôi không? Dạ. Kính mời bà nội. Nga ơi, Nga cũng thì họ hỏi. Đã xin rồi, đã xin một người đó cho mình thi tiếng Việt, tại vì mình cũng có cái trí nhiều để mình học được tiếng Anh, thì cho thi quốc Việt thì phải tốn tiền cho cái bà giám khảo đó, để bà công nhận là mình không có học được để mà thi tiếng Việt. Thì cũng sợ, vẫn còn sợ, tại vì thi rất là khó, thi quốc tịch á, bị rớt hết 2-3 lần rồi, thành ra lần này nữa thì bà nội chỉ biết cầu nguyện thôi. Chú ơi, chú ơi, chú thương xót con, chú cho lần này là lần thứ 3 con thi quốc tịch nữa, lần nữa thì chú cho con gặp một người giám khảo tốt, tức là người đó có Chúa làm chủ, con muốn như vậy để họ có lòng nhân từ, để dễ dãi với con, để con thi lần này để con được quốc tịch. Thì Chúa cho y nguyên như vậy đó, đi vô gặp cái người này là Philippines, thành ra họ họ nói tiếng Anh thôi, họ không có nói tiếng Việt, nhưng mà mình nói cho thông dịch con, thì con gái mình nó đi theo Thủy, nó ngồi kế bên để nó thông dịch lại. Thông dịch là rất là dễ dàng. Rồi mình, ông nói là có tịch Mỹ rồi đó, là dễ dàng vậy đó. Rồi giám khảo mà còn đưa mình ra tới cửa để đi về nữa. Cái người Philippines đó đó, mình nói, ủa, sao cái ông này tử tế với mình quá, chắc là mình cầu nguyện cho ông, để ông, nếu ông chưa biết Chúa, ông Philippines này á, thì ông sẽ tin Chúa để ông được cứu. Tại vì ông quá tử tế với mình. Cảm ơn Chúa, nguyện thôi. Nga ơi, đừng có lo. Mình cầu nguyện. Mình gặp được một chị giám khảo dễ chịu, dễ chịu, để cho không có khó khăn với mình. Cầu nguyện đi. Để mắc bệnh cũng cầu nguyện cho Nga. Nga. Khi mà thi quốc tịch đó. Cảm ơn bà nội. Nhân từ vậy đó. Dễ chịu. Vậy bà nội cầu nguyện liền cho chị Nga đi. Bà nội. Dạ, bà nội cầu nguyện cho chị Nga liền bây giờ đi. Nga chừng nào mới thi là Nga? Dạ, chưa có giấy bà nội, lăn tay rồi nhưng mà chưa có giấy gọi. Vậy là gần rồi, thì cũng chừng trong vòng 7-8 ngày nữa thôi. Vâng, chắc là chừng trong tháng này thôi. Bà nội nói tiên tri á. Dạ, bà nội đặt thì, cầu nguyện. Thì mình vừa mới cầu nguyện cho chị Nga, mình mới cầu nguyện cho chị Nga có lịch phỏng vấn bà nội. Cho nên bây giờ bà nội cầu nguyện cho chị Nga thì có được sự bình tĩnh và sự khôn ngoan ở trong cái kỳ mà thi quốc tịch này ha. Bà nội cầu nguyện. Dạ, dạ. Có bà nội có kinh nghiệm mà nội truyền đạt cho chị Nga đó, chị Nga tiếp tục giữ cái điều đó ha.
Dạ. Chỉ cầu nguyện thôi, Chúa cho mình gặp Dạ. cái người giám khảo dễ Đúng chịu, rồi. Đó. không có Vâng. khó khăn với mình. Amen. Rồi, cầu nguyện cho cô Nga nha. Amen. Dạ. Em. Lạy lạy Chúa của con, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì con biết cô Nga ở trong Zoom cầu nguyện chúng con sẽ thi quốc tịch vào những ngày tới đây. Ôi Đức Chúa Trời ơi, Ngài có chúc phước cho con rất là dễ dàng trong khi thi quốc tịch này, Amen. Cảm ơn Chúa. thì con cũng có làm chứng lợi để mà cô Nga cũng được dễ dàng như con, gặp một người giám khảo nhân từ hiền lành để mà dễ dàng trong việc thi quốc tịch của cô Nga. Xin Chúa ở cùng cô và mọi sự tốt lành nhất Chúa cho theo những lời cầu nguyện của chúng con, Chúa ơi, để không có gặp người khó khăn mà gặp cái người nhân từ hiền lành. Cảm tạ ơn Chúa. Rồi thì bà nội nói nhiêu đó thôi, sau này bà nội thấy cái Amen. ông này ông sao giám khảo mình dễ thương quá, cầu nguyện cho ông luôn, nói tôi cầu nguyện cho ông nè, ông có tin Chúa chưa, để ra ngoài hỏi ông vậy đó. Ông Bà nói là nội quên nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen rồi. ông Rồi Amen. đó, có cầu nguyện Yeah. rồi. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Đức Chúa Christ. Giêsu Christ. Amen. Amen. Đúng rồi. Amen. Tất cả những lời cầu nguyện chúng ta phải nhân danh Chúa Giêsu để lời cầu nguyện đó được nhậm như lời Chúa dạy. Dạ. Cầu nguyện chừng nào của Nga thi vậy để má biết cái ngày để cầu Dạ nguyện đang thêm được. chờ, đang chờ. Đang chờ Chờ có cái giấy giấy gọi, hướng dẫn. Dạ, đang đang chờ chờ hướng giấy dẫn. gọi. Đang Thấy chờ Thúy có. Vi, Thúy Thúy Vi Dạ. cũng có đưa tay là Thúy Vi chắc cũng có cái điều gì để giúp cho chúng Vi. ta. Xin mời Thúy Vi. Dạ, Dạ. dạ thì nói ví dụ thi quốc tịch đó, thì em cũng xin làm chứng là hồi đó hai mẹ con đi thi quốc tịch đó, cái Ừ. trường hợp nó rất là hy hữu. Ừ. Nhưng mà mình biết là mọi sự giống như bà nội nói, khi mà mình có Chúa, mình giao cho Chúa để Chúa quan phòng và Chúa dẫn dắt đó, thì mọi sự đều tốt đẹp và được sự chúc phước của Chúa. Thì em nhớ lại cái hồi mà em với mẹ em thi quốc tịch á, thì hai mẹ con đọc đơn thi chung với nhau, cùng cùng một ngày luôn, nhưng mà khác cái giờ, em thì vô thi trước, mẹ em thì vô thi sau. Mà cái điều đặc biệt là mẹ em thì cũng không có giỏi tiếng Anh đâu, thì cũng giống như là học để thuộc lòng để biết thôi, tại vì lúc đó thì cũng cũng thi quốc tịch là thi tiếng Anh. Nhưng mà cái điều đặc biệt là trước cái ngày thi một tháng á, thì mẹ mới đi vô bệnh viện để mổ. Thì cái thời đó là lúc mà thời kỳ đầu mà mẹ bị ung thư á, thì dạ lúc đó là phải vô bệnh viện mổ. Mà mọi người biết á, thường á mà đi vô mổ mà vô thuốc mê á, thì cái trí nhớ của mình sẽ dễ bị quên lắm, chứ không có được. Nhưng mà trong khi đó, đó là trước đó 3 tháng á, thì trong cái thời lúc mà vô chemo để điều trị cơ ung thư á, thì lúc nào mẹ em cũng đem cái cuốn sách để mẹ em học quốc tập, thi quốc tập hết đó. Và trước khi cái ngày thi một tháng thì đi mổ, thì cái hôm mà đi thi thật sự là em cũng học, mà giống như là học thì mình gọi là học quả may thôi, chứ không có phải mà gọi là để mà chắc chắn đi thi. Tại vì cái thời điểm đó vừa phải đi làm vừa phải chăm mẹ nữa, cho nên nó không có thời gian để mà mình phải tập trung vô cái điều đó. Thì thi thì giống như là cũng thì mình cũng cầu nguyện Chúa để Chúa dẫn dắt thôi. Thì cảm ơn Chúa là cái lúc mà em đi vô thi á, thì em lại gặp cái cô đó là cái người Việt Nam. Dạ. Thì lúc mà em vô á, thì cổ theo nguyên tắc là cổ không có được nói tiếng Việt với em. Thì do cổ giống như là cảm ơn Chúa là cổ thấy mình, cũng cổ biết mình là người Việt Nam, tại cổ đọc cái tên tiếng Việt của em rất là rõ. Thì cổ đọc tên em là Thúy Vi rõ ràng luôn. Thì cảm ơn Chúa là do cổ hỏi những cái câu hỏi rất là dễ để mà cho mình có thể thi đậu á. Và cái kiểu mà viết thì mấy cái đó là, thì em trẻ thì cái chuyện nó rất là dễ dàng với em, nhưng mà những câu hỏi lịch sử mà thuộc lòng á, thì Chúa sẽ cho cổ hỏi những cái câu mà dễ nhất để cho em trả lời. Thì thay vì Hay quá. trong cái thời hạn mà thi thì cho cỡ chừng 45 phút hay 1 tiếng đồng hồ đó, nhưng mà em thì chỉ cần 20 phút là em xong, em đi ra. Hay quá. Thì sau khi Cảm ơn mà Chúa. em đậu cái test đó, thì cổ nói tiếng Việt là cổ chúc mừng em. Thì cảm ơn Chúa là qua cái đợt là em được đậu, thì tới mẹ em thì
thì lúc đó có dì Út em đi chung nữa, thì ngồi thì hai dì cháu đợi mẹ em đi vô, mà sau 45 phút mà chưa thấy ra thì nghĩ mẹ em sẽ nhanh hơn em, mà không biết sao 45 phút chưa thấy ra. Thì sau khi 45 phút á, thì cỡ chừng gần tiếng thì mẹ em đi ra, thì cảm ơn Chúa là Chúa cũng cho đậu. Nhưng mà hỏi ra đó thì mẹ em lại gặp cái người khó hơn là cái người giám khảo của em. Nhưng mà mình thấy cái sự lạ lùng á là cho dù khó cách mấy á, mà mẹ em cũng không biết tiếng Anh nhiều, mà những cái câu hỏi của cái bà đó hỏi á, bà hỏi rất là cắt cớ mà mẹ em vẫn trả lời được. Mẹ em nói không biết lý do mẹ em trả lời được, mà giống như là cái cách của bà ấy, bà không phải là người nước ngoài, chứ không phải là người nhìn cái cách bà là người nước ngoài, và không biết sao mà bà cũng không có cái ấn tượng tốt với người châu Á, cho nên cái cách bà hỏi giống như là bà cố tình để mà bà hỏi khó để mình không có được vượt qua được á. Nhưng mà không biết sao bởi bởi cái sự làm được ơn của Chúa mà mẹ em trả lời được. Và có cái câu hỏi bà hỏi cái câu cuối cùng đó, bà hỏi rất là cắt cớ, bà nói là làm thế nào để phân biệt được giữa sự thật và sự dối trá. Thì em nói câu này giống như hỏi, giống như là hỏi thi hoa hậu vậy. Làm sao phân biệt được giữa true và lie, lie là nói dối, còn true là sự thật. Giống như bà nói là giống như là mình là giống như là châu Á là những người hay gian lận hay như thế nào mà bà hỏi mình như vậy. Thì cảm ơn Chúa mẹ em trả lời rất là đơn giản thôi, mẹ em nói là true là giống như là dối trá thì không phải là sự thật, mà sự thật thì không phải là dối trá. Thì nhờ cái câu trả lời đó mà Chúa cho mẹ em đậu. thì thì khi mà khi mà đi ra lấy giấy á, bà cũng không có một lời chúc mừng luôn, bà chỉ nói là mẹ em đậu được quốc tịch thôi, chứ bà không có chúc mừng, không có congratulations gì hết. Cho nên mình thấy ở đây cho dù mọi hoàn cảnh nào, khi mà mình nhờ cậy Chúa Amen. và Cảm mình ơn biết Chúa. á, là quyền công dân nước trời á, nó còn lớn hơn là cái quốc tịch Mỹ nữa. Mà khi mà mình đã có cái quốc tịch của Chúa rồi á, thì không có cái quốc tịch nào có thể gọi là làm ảnh hưởng bởi cái địa vị của mình làm con của Chúa. Giống như hồi nãy mục sư có chia sẻ là mình ở trong Chúa và lời Chúa ở trong mình á, thì mình sẽ sinh ra lắp trái. Cho nên con biết là con nghe khi mà mình đi vô thi thì trẻ hay lớn tuổi hay già hay trung niên gì ai cũng có cái sự hồi hộp hết, nhưng mà mình biết khi mà mình đã nhờ cậy Chúa, mình biết á, cái mình đã có quốc tịch của thiên đàng rồi á, thì những cái quốc tịch khác á, nó đều là cái sự mình đều dễ dàng có được, bởi vì mình biết là Chúa là đấng mà mình nhờ cậy và luôn luôn ban phước và chăm sóc gìn giữ cho mình. Dạ, con cảm ơn sư, và cũng như chia sẻ với phòng cầu nguyện để khích lệ con nghe trong những ngày tới. Dạ. Amen. Amen. Cảm ơn Thúy Vi nhiều nha. Thúy Vi không được khỏe mà hôm nay đi vào đây để cầu nguyện, thì chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho Thúy Vi được sức mới của Chúa, được phục hồi hoàn toàn, sức khỏe, Chúa chữa lành. Không biết hôm nay có đang trên đường đi làm không? Xin Chúa ở cùng ha. Amen. À, dạ hôm nay em vô lại văn phòng. Dạ Ồ cảm vậy ơn hả? xin. Rồi, vậy chúng ta sẽ cầu nguyện cho Vi ha. Giọng nói vẫn còn bị hơi đặc đặc chút xíu. Xin Chúa cho cái giọng nói cũng như hô hấp tất cả mọi sự thứ đều tốt, Chúa bổ sức cho Thúy Vi. Vâng, cảm ơn những điều kinh nghiệm của Thúy Vi làm cho mình nhớ lại cô Thủy rất là nhiều ở trong thời giờ này, và cảm ơn những cái kinh nghiệm chúng ta có được từ bà nội và Thúy Vi. Chị Nga là thật là may mắn, và chị Nga có những người chị em thật là tốt. Chị Nga vui không? Vui. Ở trong Chúa mình thật là phước hạnh chị Nga ha. Viên. Dạ. Vậy cứ ở trong Chúa luôn luôn. Cứ ở trong Chúa luôn luôn, mình có một gia đình tuyệt vời. Vâng, bây giờ thì chúng ta không biết là nãy có cầu nguyện cho chị Nga chưa ta? Lâm có cầu nguyện cho chị Nga rồi phải không? Đó rồi, đó rồi. Bà nội cũng cầu nguyện cho chị Nga rồi. Vâng, thì đó, cái kinh nghiệm mà chúng ta vừa mới nghe bà nội nói với lại Thúy Vi nói đó, thì chị Nga tiếp tục nhờ cậy Chúa. Chúa Chúa là đấng ban cho mình là sự phước hạnh này. Chúa mở thì không ai đóng được, Chúa đóng thì không ai mở được, hay là không ai cản được chúng ta đâu.
Amen. Đọc ở trong Chúa ha. Những lời này là rất là quý, khích lệ chúng ta sáng hôm nay qua kinh nghiệm của bà nội của Thúy Vi. Chúc cho chị Nga mà có niềm vui ở trong năm nay. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Mình hát một bài hát mà sáng hôm nay rất là giống với những gì chúng ta cầu nguyện hồi nãy giờ. Không biết là khoan sau hay khi hát bài hát này xong rồi thì Tuyết Hương hay Hồng Diễm hay là ai trong chúng ta mà có thêm những cái kinh nghiệm mình đã từng nhờ cậy Chúa và Chúa cho mình vượt qua, mình dễ dàng nhẹ nhàng thì chúng ta có thể nói những kinh nghiệm đó để khích lệ lẫn nhau. Vâng, chỉ bởi ân điển của Chúa mà chúng ta được sự cứu rỗi, được sự bình an dù chúng ta không xứng đáng. Chỉ có ơn Thiên Chúa kêu gọi con, yêu thương vô biên ngài Chúa con, không ai có thể thoát khỏi tội ô, vì huyết quý giá của chiên của chiên con. Chúa cứu thế đến gọi con tha thiết, hãy đến với Giêsu. Ơn yêu Chúa kêu thương gọi con, ơn điển cứu Chúa đấng nhân là đến với cứu Chúa để con chưa nhân Chúa đã xóa hết đau thương ưu thương sầu và chỉ nhà lối yêu thương của chiên con có đây đã chịu chết. Yêu Chúa đã xóa hết đau thương u sầu và lỗi lầm. Bởi vì quý giá yêu thương của chiên con đây đã chịu chết. Đã chịu chết. Chúa Thiên kêu Chúa kêu gọi gọi con, yêu thương vô biên vô ngài biên Chúa ngài Chúa con, không ai có ngài thể có thoát thể khỏi thuộc tội tội vì huyết quý yêu huyết giá quý của chiên của chiên con. Chúa cứu thế đến gọi con tha thiết, hãy đến với Giêsu. Yêu Chúa thương kêu Chúa gọi kêu con, ân điển cứu Chúa yêu đấng nhân là đến với cứu Chúa đời nhân là trong ơn yêu thương Chúa ơn kêu Chúa gọi kêu con, ân điển cứu Chúa đấng nhân là đến với cứu Chúa Chúa nhân Cảm ơn Chúa. Men, Dạ. men. Chủ nhật Chủ nhật này thì mình sẽ hát cái bài hát The Goodness of God. Thì nó cũng giống giống như bài này. Cái bài này thì được dịch từ năm 1995. Rồi cái bài The Goodness of God thì được dịch lại từ năm 2023, cũng mới sau này, trước đây 2022, 21 gì đó, hát ở Đại hội Baptist. Vâng, chúng ta cảm ơn Chúa về những bài hát mà chúng ta dùng ở trong cái sự thờ phượng và cầu nguyện của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ hướng về Chúa và cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đau ốm, xin Chúa cho ra khỏi. Thì trên chúng ta cũng nhớ đến Sam, con gái của Mục Sĩ Đông với Diễm. Những ngày qua Sam cũng bị flu, bị cúm cũng khá là nặng, mất luôn cả tiếng luôn quý vị, không có nói chuyện được luôn, thì đau cổ, thì chúng tôi cũng có cầu nguyện cho Sam. Thì cũng ngày hôm qua tôi cũng đi vô Walmart để mà mua một cái viên mà sủi bọt đó để cho giảm sốt với lại không còn gọi như là giảm cái sự đau cổ này kia thì thấy cũng đỡ rồi. Do vậy thì chúng ta cũng cầu nguyện trong cái mùa này thì là chuyển mùa cho nên nhiều con cái Chúa bị cảm, cho nên chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà riêng với tôi đó thì tôi cũng có bị dính nhẹ nhẹ thôi, sơ sơ thôi, nhưng mà Chúa cũng cho qua rất là nhanh.
Thì mỗi lần mà đi Walmart, đi bác sĩ vừa rồi thì người ta cũng hỏi là có chích chích thuốc flu shot gì không, lấy chích mấy cái đó không. Thì qua đây được lâu rồi nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ mà chích những cái mũi đó vô, cho nên tôi cũng từ chối, không có chích cái thuốc cảm cảm cúm, bởi vì tới mùa lạnh thì ai cũng dễ bị cái đó. Nhưng mà Chúa cũng cho qua được, không có bị cái gì là nặng nề lắm. Có một năm tôi nhớ trong Mẹ. cái lũ cái sự cái sự cầu nguyện đó, cái lúc mà cũng mùa này nè, tôi bị mất cả giọng luôn, mất cả tiếng luôn quý vị, bị nặng lắm cái năm đó, không biết năm nào, trong 6 năm qua thì vẫn cầu nguyện với lại hội thánh, vẫn nói thều thào, không biết thử quý vị có nhớ không. Thì cái lần đó là bị nặng nhất á, nhưng mà Chúa cũng cho được qua được, và cho đến bây giờ thì Chúa cũng cho cứ mỗi mùa lạnh về thì rút kinh nghiệm, giữ ấm hơn và cẩn thận hơn, nhưng mà nó cũng có phớt phớt qua chút xíu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện Chúa cho chúng ta qua hết và cho tất cả con cái Chúa đều được khỏe mạnh. Thì chúng ta cầu nguyện cho Sam ha, cầu nguyện cho thầy Tịnh sáng hôm nay. Mới vô thì thầy cũng nói thầy cũng bị cảm sơ sơ. Thì ông thì hôm tuần rồi ông cũng bị, tuần này ông cũng bị nữa. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho ông được khỏe mạnh hoàn toàn, thầy Tịnh. Cầu nguyện cho Thúy Vi. Thì với Chúa cũng cho Thúy Vi khỏe rồi thì đi làm trở lại bình thường. Cảm ơn Chúa, Chúa cho phục hồi hoàn toàn. Ai trong chúng ta còn thấy mệt mỏi nhức mình gì thì chúng ta cứ kêu cầu Chúa sáng hôm nay, và biết được thì sẽ cầu nguyện cho quý vị nhiều hơn. Vâng, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ông Nguyễn Chí Thống và Nguyễn Tiến Sĩ, hai cha con này là người thân của Thu Hồng. Hôm qua hôm kia gì đó Thu Hồng có nói về tình trạng của ông Nguyễn Chí Thống, ông bị xuất huyết ở mắt của ông, và thì bác sĩ cũng đang theo dõi, và nếu mà mổ lần nữa thì không có tốt đâu, cho nên chúng ta cầu nguyện cho ông. Và đặc biệt là ông là một con cái Chúa nhưng mà lại không có thật sự ra thì theo Thu Hồng cho biết là ông cũng không có tin vào quyền năng chữa lành của Chúa, không có nhờ cậy Chúa, cho nên chúng ta cũng cầu nguyện cho những con cái Chúa như thế cũng thật là tội nghiệp. Bởi vì chúng ta có một cái đặc quyền rất lớn ở trong Chúa Giêsu, đó là Chúa ban sự chữa lành cho chúng ta, và chúng ta nhận cái điều đó để mà chúng ta sống đời thật là yên ổn, thật là vui vẻ. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho ông ha, xin Chúa cho ông có đức tin nơi lời của Chúa. Cầu nguyện cho Nguyễn Tiến Sĩ thì nghe cái thông tin là cháu cũng đã, em cũng đã đi vào ở trong cái trại giải cứu rồi, thì đấy là một cái sự phước hạnh dành cho em, và xin Chúa cho em cũng sớm được giải cứu hoàn toàn. Đó. Thành ra chúng ta sẽ cầu nguyện hướng về Chúa cho những cái vấn đề đau yếu này. Thì trong khi nói chuyện với quý vị thì tôi cũng đang mở đến cái mục mà cầu nguyện để coi còn ai trong chúng ta cầu nguyện nữa không. À, bà nội nói sơ sơ về dì Hai đi. Dì Hai ký mà mẹ của xe Đào Hoàng đó. Bà cần cầu nguyện điều gì xin bà nội cho biết. Thì chị Hai ký là có xe Đào Hoàng là Hoàng Linh đó, thì mỗi lần đã nhiều lần rồi, lần nào thấy bệnh bị ho bị gì thì kêu kêu tỉnh Bà này nội. em cầu nguyện cho chị. Tại vì có một lần tôi cầu nguyện cho dì ký hết bệnh tức thì mới đây thì dì ký bị đau từ ở trên cái cổ, mà đau từ ở trên cao gần cái lỗ tai mình đó, cái nó xuống cái tai phải luôn, và nó đau nguyên cánh tai phải luôn. Rồi thì nghe dì ký gọi điện thoại là mình biết là có vấn đề, nói Kính ơi chị đau lắm, cầu nguyện cho chị. Rồi nói ok, bây giờ em với chị cầu nguyện hiệp ý chứ không phải một mình em cầu nguyện nha. Không, rồi chị với em nhắm mắt để Chúa hiện diện ở đây với sự hiệp ý của mình, cầu nguyện cho chị ký nữa. Chị ký nói xong rồi chị khỏe lắm rồi em ơi, mới cầu nguyện xong mà nó khỏe rồi. Cái hôm này má cũng gọi má hỏi chị sao ổn chưa, má nói được rồi chị ăn, mà chị ăn ít quá, nhớ cầu nguyện cho chị để chị ăn khá khá, tại vì qua tới tuổi gần 90 rồi. Nói chị ăn khá khá chút, cầu nguyện cho chị ăn được. Anh nói ok em sẽ cầu nguyện cho chị giờ này nha. Hãy hãy ai kêu mới cầu nguyện, mới cầu nguyện liền. Mà sao Chúa cũng nghe và Chúa cũng ban phước, nên nói chị thấy chị tốt hơn rồi. Nói nhưng mà chính chị cũng phải cầu nguyện nhé, không chứ không phải em cầu nguyện cho chị là xong. Phải cảm ơn Chúa những cái gì Chúa đã ban cho mình,
là sức khỏe, rồi Dạ. Chúa chữa lành cho mình bao nhiêu lần mình phải nhớ, Ừ. mình tạ ơn Chúa, mình phải kêu cầu Chúa chứ không phải cái người khác cầu nguyện cho mình hoài, chính mình phải cầu nguyện cho mình. Dạ. Chị nhớ rồi. Phương Nghiệp mấy bà già hả? Dạ. Vâng, bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa dùng bà nội để bà nội có đức tin cầu À, nguyện cầu cho nguyện. người chị kết nghĩa của mình rất là thân với mẹ của xe đầu hoàng là dì Hai Ký. Đấy, bà Dạ. cũng là 88 hay 89 rồi bà nội ha. Bà lớn, má tới 6 tuổi là Dạ, gần 89 rồi. 90 rồi. Gần 90 rồi. Dạ. Mười mấy vậy? Dạ. Chúng ta cũng tiếp tục chúc phước cho cô Jessica của Hội Thánh Mỹ. À, chúng ta thương cô bởi vì cô có được ơn của Chúa trong việc dạy thiếu nhi, dạy cháu Vic và nhiều cháu thiếu nhi khác. Xin Chúa cho cô được khỏe mạnh trở lại và sớm trở lại với lớp học, hướng dẫn các em, các cháu. Cầu nguyện cho người đang thay thế cho cô Jessica đang dạy cho các thiếu nhi ở trong nhà thờ ha. Vâng, thì chúng ta đang ở trong cái phần cầu nguyện này thì xin chúng ta đến với Chúa và chúng ta cầu nguyện cho những người đau yếu, rồi chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện sáng hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa Amen. yêu thương chúng con vì Ngài là đấng đang nghe lời cầu nguyện của chúng con buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa vì lời làm chứng của bà nội Hallelujah. Bà vừa mới làm chứng về việc cầu thay cho dì Hai Ký là mẹ của xe đầu hoàng. Chúng con cảm ơn Chúa vì dì là một nhà truyền giáo, luôn 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 cầm ở trên tay những cái chứng đạo đơn và đi trên xe xe đò, xe bus và phát cho những người Việt Nam khi mà dì gặp ở trên chuyến xe đò mà dì đi ở California trong mấy chục năm qua. Cảm ơn Chúa vì dì đã 89 tuổi và luôn nhờ cậy Chúa. Dì dâng hiến cho Chúa một cách trung tín, dâng một phần 10 và vượt quá những điều đó. Những đầy tớ của Chúa ở Việt Nam đều biết đến dì qua sự dâng hiến và giúp đỡ rời rộng của dì Hai. Cảm ơn Chúa vì đức tin của dì. Nhân danh Chúa Giêsu giờ này con cùng với bà nội và với tất cả anh chị em ở trong vòng canh này cầu nguyện chúc phước cho dì Hai. Cảm ơn Chúa vì Ngài có đáp lời cầu nguyện tức thì của bà nội khi cầu nguyện cho dì Hai trong cái tình trạng đau yếu mệt mỏi của dì. Và lúc nào dì bị đau yếu thì dì cầm điện thoại lên để nhờ người em của mình, người em kết nghĩa của mình là má con để cầu nguyện. Và bởi đức tin của dì Hai và má con thì dì được chữa lành ngay lập tức. Cảm ơn Chúa vì điều này và dì rất vui. Cảm ơn Chúa vì má con có đức tin và sự tin cậy Chúa. Bởi vì sự cầu nguyện hiệp một ở trong vọng canh mà Chúa cho bà nội có thêm ơn của Chúa, đức tin để vững vàng được sự khích lệ của những con cái Chúa và có năng lực để cầu nguyện. Trở nên thói quen không chỉ của má con mà con cầu nguyện cho tất cả chúng con cũng có một cái phản ứng tự nhiên như vậy trong cuộc đời chúng con khi thấy người đau bệnh thì có lòng thương xót như Chúa Giêsu rồi cũng cầu nguyện giống như Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được ở trong Chúa mỗi buổi sáng cầu nguyện cho nên chúng con được xây dựng, được tạo lập, được biến đổi trở nên giống như Chúa Giêsu. Tuyệt vời Chúa ơi, xin Chúa ban ơn cho má con mỗi ngày để không chỉ cầu nguyện cho dì Hai, cầu nguyện cho tất cả những người mà má con gặp ở trong đời sống hàng ngày. Bởi đức tin đơn sơ của chúng con không làm gì khác ngoài sự cầu nguyện và công bố lời Chúa để chữa lành cho Chúa chữa lành cho những người đau yếu và điều đó được thành. Cảm ơn Chúa. Sáng nay chúng con tiếp tục cầu nguyện cho những anh chị em đang ở trong cái mùa cảm cúm và bị vướng những cái sự yếu mệt tấn công của cái bệnh cảm cúm này, trong đó có bé Sam. Bé Sam cũng bị mất giọng nói và bị đau cổ, mệt mỏi trong người trong những ngày qua. Nhân danh Chúa Giêsu Christ người Nazareth, giờ phút này chúng con đem sự bệnh tật này trong danh Chúa Giêsu đến sự chấm dứt hoàn toàn ở trên đời sống cơ thể của cháu Sam để Sam có được lại giọng nói bình thường, khỏe mạnh để Chúa Nhật này có thể đi thờ phượng Chúa một cách trung tín, vui mừng, bình an. Con cũng cầu cho thầy Tịnh nữa, nhân danh Chúa Giêsu Christ cũng còn khống chế cái bệnh cảm cúm, cái dấu hiệu đầu tiên nó đến làm cho uể oải, mệt mỏi, nhức đầu, đau nhức. Trong danh Chúa Giêsu ta quỷ phá công việc của người, chấm dứt công việc của người ngay giờ phút này. Ông được khỏe mạnh và lái xe bình thường đến chỗ làm và vui vẻ phục vụ ở tại nơi làm của mình. Hôm nay là thứ sáu trong tuần thì ông làm việc chính ở nơi chỗ làm của mình và cần lấy sức khỏe của Chúa để làm một người
phụ giúp ở trong công việc hàng ngày một cách tốt nhất ở cái tiệm mà anh em chúng con tham gia phục vụ ở tại đó. Xin Chúa ở cùng cho ban phước và chữa lành cho anh em chúng con. Cảm ơn Chúa vì khi con cũng được biết rằng người chị em chúng con Thúy Vi cũng đã được lành bệnh và đang trên đường đến chỗ làm, đã đến chỗ làm. Xin Chúa ở cùng ban phước cho ngày mới và cho chị em chúng con được phục hồi hoàn toàn ở trong công việc và trong sức Amen. khỏe và trong công việc, được may mắn và Đức Chúa Trời chúc phước cho. Trong danh Chúa Jesus con công bố ngày này là ngày tất cả được đồng loạt chữa lành khỏi những cái cảm cúm, những cái tấn công của ma quỷ, bởi vì huyết của Chúa Giêsu bao phủ chúng con và trở nên một bức màn để che chắn chúng con, giải cứu chúng con khỏi những cái bệnh tật, những cái đau yếu hàng ngày nó không có quyền tấn công chúng con, bởi vì Giêsu ngài đã đóng đinh các điều khoản cùng các cái hợp đồng mà tổ phụ chúng con đã giao nộp vào tay ma quỷ. Chúa Giêsu ngài đã thanh toán những điều này trên thập tự giá rồi, cho nên con công bố rằng dân sự của ngài có được sức khỏe, toàn bộ chúng con được khỏe mạnh. Ai trong chúng con có chớm bị bệnh thì trong danh Chúa Giêsu ngài giải quyết điều đó, được chữa lành hoàn Amen. toàn. Sáng hôm nay con cũng cảm tạ Chúa vì tình hình của ông Đặng Quang Sơn, 57 tuổi, cha của Đặng Hoàng Giang, bị tai biến nhẹ và ông đã trải qua cái phẫu thuật trong tuần qua và ông có hứa rằng sẽ bỏ rượu hoàn toàn, sẽ từ bỏ rượu hoàn toàn. Con cảm ơn Chúa về cái kết ước này của ông. Con cầu nguyện xin Chúa ngài giúp cho ông, không phải tự ông có thể bỏ được, nhưng Chúa giúp cho ông, không chỉ ngài chữa lành cho ông bỏ nó hoàn toàn, bỏ rượu và những cái thói quen xấu hàng ngày, để ông trở nên một tín hữu tốt trong nhà của Chúa, để khích lệ cho cháu Đặng Hoàng Giang có nhờ cầu nguyện. Vì chúng con cảm ơn Chúa về công việc mà ngài đã và đang làm. Con cũng cầu nguyện cho một thanh niên có nhờ cầu nguyện trong những ngày qua, đó là cầu nguyện cho chú của em Prong Trinh, chú Prong Trinh là người sắc tộc ở Việt Nam. Khi biết chúng con có cái mục vụ cầu nguyện thì có nhờ chúng con cầu nguyện cho một người chú bị ung thư. Chú ơi, ông tên là ông Niêm. Chú ơi, giờ này chúng con cầu nguyện cho ông Niêm. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con công bố và gửi lời cầu nguyện cho ông. Chú chữa lành và phục hồi ông giờ phút này. Cái bệnh tật, những cái gọi là những cái ung những cái tế bào ung thư trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con rủa xả nó và hủy phá cái việc lây lan của nó trên ông. Chúng con tin rằng qua lời cầu nguyện vừa không gian thời gian này và cũng có gửi lời cầu nguyện cho ông qua cái audio mà chúng con đã lập, thì chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ điều này sẽ xảy ra cho người có đức tin nơi ngài. Vâng, có những người có đức tin và không chỉ họ cầu nguyện mà họ còn nhờ cái vọng canh cầu nguyện này mà chúng con thiết lập để cầu thay cho các tín hữu khắp nơi. Đây là bước đầu tiên mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự phấn hưng cho hội thánh bởi lời cầu nguyện của những chiến binh cầu nguyện này. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Trời ơi, chúng con cầu nguyện chúc phước cho những người mà chúng con nêu tên sáng hôm nay, đó là ông Niêm, đó là ông Sơn, tất cả những người đều được chữa lành. Con cũng cầu nguyện cho Ngọc Tú. Vừa rồi chúng con có gặp được Ngọc Tú ở lễ phong chức thụ phong cho mục sư Lê Thánh Bình. Con cầu nguyện cho người chị em chúng con được chữa lành hoàn toàn và thay vì phải thay thận thì con cầu nguyện Chúa cho cái tình trạng thận, và đặc biệt là ngày hôm thứ tư hôm kia thì chị em chúng con có vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Con cầu nguyện xin Chúa cho mọi sự trở nên bình an cho người chị em này, bởi vì chị em này có nhờ cậy Chúa, có nhờ vọng canh để cầu nguyện dâng lên cho Chúa niềm mong ước để được Đức Chúa Trời can thiệp và chữa lành cho. Vì vậy con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ngài thương xót và chữa lành, đem chị em chúng con, vực chị em chúng con dậy để chữa lành cho chị em chúng con hoàn toàn, để không phải trải qua việc thay thận hoặc là cần một cái thận mới, nhưng Đức Chúa Trời ngài là đấng làm cho người chị em chúng con được được chữa lành từ cái trái thận hiện nay. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện Chúa quyền năng của ngài chạm đến giờ phút này. Ôi, con cảm nhận được
Cũng bởi đức tin chúng con cảm nhận được sự rờ chạm của Ngài trên người chị em này. Chúng con cảm ơn Chúa, dù chúng con không có sinh hoạt chung ở trong cộng đồng họ, trong hội thánh, nhưng chúng con có một cộng đồng đức tin để chúng con cầu nguyện cho người chị em chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cầu Amen. nguyện cho cha của con, Chúa Hoàng Xuân nữa, Chúa ơi. Năm nay ông 84 tuổi, ông thường bị viêm tắc phế quản, rồi bị tiền liệt tuyến, bị tiểu đêm, hó cảm, cao máu và tim mạch. Trong danh Chúa Giêsu, hỡi ma quỷ, ta vừa mới điểm danh ngươi sáng hôm nay và ta quỷ phá công việc của ngươi. Các công việc của ngươi sáng hôm nay trên sức khỏe của ông Trương Hoàng Xuân sẽ bị đình chỉ hoàn toàn, ngưng lại và biến mất khỏi ông Trương Hoàng Xuân ở 84 tuổi. Và những ngày tới ta gọi điện thoại về, ta sẽ không còn nghe chuyện ông than vãn nữa, mà ông được chữa lành hoàn toàn để ông không còn những ngày sống vật vưởng trong sự bệnh tật nữa. Cảm ơn Chúa về những ngày sống trên đất này ở tuổi 84. Con cầu nguyện xin Chúa cho cha của con có được sự bình an và sự vui mừng, sự bình an để ông sống vui vẻ, và nhất là con cầu nguyện cho ông được gặp gỡ Chúa Giêsu một cách mới mẻ, Chúa ơi. Con cầu nguyện cho cái vấn đề ông đang cất giữ những cái quyển sách, những cái tiểu thuyết, những cái sách nghiên cứu khoa học. Xin Chúa thay thế tất cả những cái quyển sách này bằng một quyển kinh thánh duy nhất trên cái kệ sách của ông mà thôi. Chúng con cần có một cái quyển kinh thánh, một cái quyển kinh thánh của cuộc đời chúng con, đó là lời của Đức Chúa Trời. Thay vì tất cả các kiến thức chúng con đã nhận nó bao nhiêu năm trong cuộc đời của mình, nhưng chỉ có một cái quyển kinh thánh là cái quyển sách mà cần phải đọc, cần phải nghiền ngẫm cho chính mình. Xin Chúa làm điều đó cho người cha con là ông Trương Hoàng Xuân, 84 tuổi, đang ở Phú Nhuận, Sài Gòn, Việt Nam. Chúng con cầu nguyện cho ông, xin Chúa cứu ông. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa cho ông được kinh nghiệm, Chúa. Con cũng cầu nguyện cho cô Nguyệt. Cảm ơn Chúa vì mỗi lần gặp lại cô, chúng thấy cô khỏe mạnh hơn và cô mong ước có một sự phục hồi hoàn toàn, không phải trải qua cơn phẫu thuật để phải mất sức và để sắp xếp lại cái vết mổ, cái vấn đề ruột của cô ở trong vài tháng trước. Xin Chúa giúp đỡ cho cô vượt qua được cái sự thử thách ở trong tuổi cao này. Xin cho cô được bình an. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng yêu mến Chúa của cô. Và chúng con cầu nguyện cho cô được khỏe mạnh, được tăng cân, được khỏe mạnh để sống đời bình yên, sống tiếp những ngày tháng Chúa cho cô sống trên đất này. Con tin rằng những người chúng con công bố trong sự cầu nguyện sáng hôm nay đều được nhận sự chữa lành của Chúa, được khỏe mạnh, danh Chúa được đồn ra, như lời của Chúa chép ở trong công vụ các sứ đồ. Công việc của Chúa được đồn ra bởi các sứ đồ, các môn đồ, các dấu kỳ phép lạ được xảy ra trong các hội thánh đầu tiên như thế nào, thì Đức Chúa Trời Ngài phục hồi lại thanh danh của đạo Ngài ở trong hội thánh Chúa ngày hôm nay ở trên đất này. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cầu nguyện Chúa cho chị Nguyễn Thanh Tuyền, là em gái của mục sư Ngô Văn Thấn. Con xin Chúa ngài thăm viếng chị Tuyền, cho chị được giải cứu giờ phút này. Chúng con không biết cái tình hình, cái hoàn cảnh của chị như thế nào, nhưng con cầu nguyện Chúa mở một cánh cửa để chị có cơ hội tiếp xúc với hội thánh, có cơ hội để hội thánh Chúa đến thăm viếng, và chị có cơ hội để đến hội thánh của Chúa. Bởi vì chị có ở trong nhà của Đức Giê-hô-va thì chúng con mới được yên ổn, ở trong cộng đồng của những người tin cậy Chúa thì mới có được sự bình yên. Cho nên con cầu nguyện cho người chị em chúng con, xin Đức Chúa Trời giải cứu và hoàn toàn được giải phóng trong những ngày tới. Chúng con có đức tin để cầu nguyện cho những người bệnh này, họ được chữa lành, đạo Chúa được đồn, danh Chúa được đồn ra vì cớ những việc làm mà Chúa đã bày tỏ qua sự cầu nguyện. Con nhớ đến hội thánh của Chúa ở tại Hà Nam Hàn, họ có một cái núi cầu nguyện và mỗi ngày có hàng ngàn những cái lời cầu thay được gửi về cái núi cầu nguyện này, và đất nước này trở nên phồn thịnh, được bình yên bởi sự cầu nguyện của hội thánh Chúa hàng ngày tại núi cầu nguyện. Có rất nhiều người cầu nguyện và ở trong cái chức vụ cầu thai này thật là quý. Con xin Chúa ban ơn để chúng con được trụ vững ở trong cái sự cầu thai. Chúa không đòi hỏi chúng con làm điều gì ngoài ra sự cầu nguyện trước hết. Xin giúp đỡ chúng con. Bởi khi chúng con có được ơn của Ngài thì chúng con mới có thể làm những việc kế tiếp của chúng con. Cho nên chúng con có thể bỏ được cái sự cầu thai, không thể bỏ được cái thời giờ với Chúa. Cảm ơn Chúa về cơ hội này. Và chúng con cũng cầu nguyện Chúa cho ông thầy truyền đạo Lê Vạn Thiện về sức khỏe tâm thần của ông. Chúa ơi, chúng con có nghe được thông tin của ông cách đây không lâu. Ít nhất ở trên quả địa cầu này còn có một nhóm người cầu thai cho ông, trong khi ông đã hy sinh cuộc đời trẻ của mình ở trong tù vì cớ đạo của Ngài. Chúa ơi, mấy ai nhớ đến ông? Vì sao hôm nay trong lời cầu nguyện này
có một nhóm người cầu nguyện, và con tin rằng một ngày kia con sẽ bắt gặp được một người đàn ông tỉnh táo ở trong chức vụ tay ôm kinh thánh, miệng ngợi khen Đức Chúa Trời và làm chứng về các việc lành của Ngài. Đó là bởi vì có những lời cầu nguyện được dâng lên ở một cái nửa vòng trái đất, đó là võng canh cầu nguyện. Sáng hôm nay con nguyện cho thầy truyền đạo Lê Văn Thiện và sức khỏe tâm thần của ông hiện tại. Rồi ông là một người được có một sư hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, ông Văn Huyên giao quyền quản lý Thần Học Viện Nha Trang sau năm 1975. Vì ông bảo vệ Thần Học Viện mà bị tù đày, sang chấn tâm lý dẫn đến mất trí cho đến hiện nay. Trong danh Chúa Giêsu, hãy Satan, quyền lực của bóng tối, chúng ta hủy phá công việc của người, chúng ta chấm dứt công việc của người trên người đàn ông này. Người buông tay ngươi ra giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ, cho dù ngươi đang ở đâu, nhưng đấng toàn tại, Đức Chúa Trời toàn tri, Đức Chúa Trời toàn năng và đấng toàn tại đang ở đây và ở đó với chúng ta. Trong danh Chúa Giêsu, hãy Satan, ngươi hãy nghe đây, công việc của ngươi đã chấm dứt hoàn toàn. Ta lệnh cho ngươi phải ra khỏi tâm trí của người này. Con cầu nguyện cho tâm trí ông được hồi phục như vua Nebuchadnezzar, và ông Nebuchadnezzar đã nhận biết Đức Chúa Trời rồi trở lại là một người mà Đức Chúa Trời đổi lòng của một con vật để trở thành một con người, mà ông đã được phú cho cái điều đó để Chúa dạy dỗ. Nhưng đây có một người khác hoàn toàn với một Nebuchadnezzar, bởi vì ông đã hy sinh cho công việc của Ngài, bởi vì ông đã bị ám hại để rồi bây giờ ông phải trải qua những điều này. Nhưng trong danh Chúa Giêsu, chúng con đòi lại cái sự khỏe mạnh, sự phước hạnh cho một người đầy tớ của Chúa, thầy truyền đạo Lê Vạn Thiện. Chúng con cảm ơn Chúa, dâng lên cho Chúa lời cầu nguyện này với lòng tin cậy Đức Chúa Trời, bởi sự tốt lành của Chúa thật quá lớn cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Lòng nguyện yêu Cha, sự thương xót Chúa sẽ không phai tàn, suốt cuộc đời Cha luôn chở che tâm con, và từ hướng đông đã thức dậy cho đến lúc tôi răng buông. Khen ngợi Cha quan tâm thầy cho con. Chúa mãi mãi đang tốt với nhân lành. Con vẫn biết Chúa quá tốt đẹp nhưng ai. Điều chi trong con sẽ mãi luôn ca ngợi. Ha khen ngài Chúa vẫn tốt thầy. Giác thoát khỏi trong lửa hương, giữa đêm buồn Cha luôn bấp bên con luôn. Giêsu cũng chính là Cha hiền, bản thân của chính con đây, sống cho Ngài Cha quá tốt thay cho con. Chúa mãi mãi đang tốt với nhân lành. Amen. Chúa ơi, hallelujah. Con vẫn biết Chúa quá tốt đẹp nhân ái. Điều chi trong con sẽ mãi luôn ca ngợi. Ha khen ngài Cha vẫn tốt thay cho con. Ơi Chúa, Chúa mãi mãi đang tốt với nhân lành. Con vẫn biết Chúa quá tốt đẹp nhân ai, điều chi trong con sẽ luôn mãi ca ngợi. Ha khen ngài Cha vẫn tốt thay cho con. Amen. Bao nhiêu ân phước Chúa theo sau, ngài đổ xuống trên con cho con. Bao nhiêu ân phước Chúa theo sau, ngài đổ xuống trên con cho con. Nguyện đời con nương theo đạo phục Cha hôm nay, nguyện dâng ngài hết quý giá con. Bao nhiêu ân phúc Chúa theo sau, ngài đổ xuống trên con cho con. Bao nhiêu ân phúc Chúa theo sau, ngài đổ xuống trên con cho con. Bao nhiêu ân phúc Chúa theo sau, ngài đổ xuống trên con cho con. Nguyện đời con nương theo đạo phục Cha hôm nay, nguyện theo quyền dân ngày hết quý giá con. Bao nhiêu ơn phước Chúa theo sau, ngày đổ xuống trên con cho con. Chúa
Chúa mãi mãi đừng tốt với những lần. Con vẫn biết Chúa quá tốt đẹp nhưng ơi, điều chi trong con sẽ mãi luôn ca ngợi ta khen Ngài. Chúa vẫn tốt hay cho con ta khen Ngài. Chúa vẫn tốt hay cho con. Amen. Đây là bài hát mà chúng ta sẽ hát ở trong buổi thờ phượng và Chủ nhật tới này. Hôm nay sẽ gửi cái list của những bài hát này. Chúng ta sẽ tôn vinh Chúa. Ở lâu hát lại bài hát này thật là cảm động quý vị. Amen. Chúa quá tốt thay. Goodness of God. Vâng, chúng ta cũng đã tới giờ. Chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Xin Chúa ban phước cho ngày mới của tất cả quý bà chị em chúng ta. Xin hẹn gặp lại vào buổi sáng công nguyện vào ngày mai. Xin Chúa ở cùng chúng ta. Amen.